Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp, ta sẽ không chiến với ngươi đâu. Cô Kiếm Vân trả lời rất đơn giản và cũng rất dứt khoát về việc không ra tay của mình. Cường giả thuộc đời này dám lên tiếng nói giết Thạch Hạo cũng chẳng có mấy ai, oai phong của hắn đã tạo nên cơn chấn động không nhỏ cho sinh linh khắp mười phương đạo hữu có hơi bất cần nói nhầm không vậy bên cạnh có người nhỏ giọng hỏi hiện nay cô kiếm vân có uy thế cực thịnh ngoại trừ thạch hạo ra thì chỉ có mình hắn độ kiếp thành công tuyệt đối là một trong vài vương giả mạnh mẽ nhất hắn đang tu sửa một pháp môn nên tổn thương tới bản nguyên của đại đạo tình trạng đã tới giai đoạn cuối sống cũng chẳng được lâu nữa cô kiếm vân nói đây cũng xem coi như là lời giải thích cái gì tất cả mọi người đều khiếp sợ hoang trọng thương sắp chết không còn sống bao lâu nữa việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người nên biết danh tiếng của ai nổi nhất hiện giờ chắc chắn là hoang thế nhưng giờ lại tổn thương căn cơ đại đạo và có thể sẽ chết thời khắc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm thạch hạo trên võ đài có vài vương giả của cổ đại cá biệt tu thành thiên nhãn cũng quan sát cơ thể của hắn chính xác cô kiếm vân đạo huynh nói có lý Hoang gặp nguy rồi, tinh lực héo tàn, hơn nữa bản nguyên lại đang bốc cháy không cách nào ngăn cản được, đang từ từ đi về phía suy yếu, hiện giờ quái thai cổ đại cũng không còn nhiều. Bất luận là ai thì cũng là kỳ tài tuyệt thế, đã từng vô địch một đời, lúc này có người nói ra dự đoán tán đồng với ý kiến của cô Kiếm Vân. Thời khắc này, cách nhìn của mọi người về Thạch Hạo đã thay đổi, không còn tính nể mà thay vào đó là vẻ nuối tiếc cũng có người hả hê vui sướng. Là pháp môn gì mà lại gây thương tổn tới căn cơ đại đạo, đốt cháy bản nguyên, quá kinh khủng. Đáng tiếc mà, Hoang Nghịch Thiên là thế nhưng khả năng sẽ chết sớm, rất giống với những người kia của cổ đại, vì yêu nghiệt quá mức nên trời cao không dung. Cuối cùng phải chết trẻ mà. Mọi người đều tán đồng với lời này, trời ghét anh tài, đây là lời giải thích tốt nhất. Ha ha ha, xa xa có người cười lớn, quả thật không cách nào kìm nén được nữa chính xác đó chính là cừu địch của thạch hảo những người đối đầu đều mừng rỡ không thôi Hoàng của hiện tại thì bọn họ không cách nào ngăn cản được ngoại trừ thập quan vương trích tiên ninh xuyên ra thì ai là đối thủ của hắn thế nhưng ba người kia có thể đều đã bị sấm sét đánh cho chết rồi hiện giờ toàn bộ địch thủ đều sợ hãi không một ai có thể địch lại thạch hảo nhưng lại không hề nghĩ ra loại biến cố này sẽ phát sinh như vậy thì làm sao bọn họ không vui mừng chứ nếu là người khác nói thì cũng không nói làm gì cũng sẽ chẳng có mấy ai tin tưởng thế nhưng cô kiếm vân là người nào chính là vương giả mạnh mẽ chỉ đứng sau thạch hạo và đã vượt qua thiên kiếp ngoài ra còn có một vài vương giả cổ đại khác cũng đồng ý cho nên khiến mọi người bàn tán xôn xao đồng thời việc đã rõ như ban ngày tất cả mọi người đều nhìn thấy vấn đề trên cơ thể của thạch hạo hắn vốn gần như đã vô địch Khí thôn sơn hạ thế, nhưng khi quét ngang các đối thủ thì chẳng hề sướng vui gì mà chỉ ngồi xếp bằng nơi đó, chỉ bị động nghênh chiến, tất cả đã đủ để chứng minh tất cả rồi. Nơi đây sục sôi, một thiếu niên có thần tư ngút trời lại chuẩn bị chết, việc này khiến nhiều người cảm thấy như đang mơ. Thạch Hạo rất bình thản, nói: "Ta sống không còn lâu nữa. Tất cả mọi người đều chết cả, dù là mấy kỳ nguyên trước đây, thế nhưng ta chắc chắn vẫn sẽ sống trên đời này." lời này vừa ra thì liền làm cho mọi người ngây giải, là tự phụ hay là liều lĩnh. Người cũng không cần tỏ vẻ thông minh đâu, ít nhất hiện giờ cũng không cần phải chết. Thạch hạo nhìn về cô kiếm vân rồi nói thế. Mọi người ồ lên, ai cũng có thể nhìn ra được tình trạng tồi tệ của hắn, hơn nửa thời gian nãy giờ đều ngồi xếp bằng bên trên võ đài chứ chẳng hề đứng dậy. Tinh lực và tinh nguyên thì không ngừng bốc cháy, thế nhưng lời nói lại đanh thép như thế nên biết dựa vào uy thế vô địch hiện giờ của cô kiếm vân thì dù là hoang lúc toàn thịnh cũng phải cẩn thận đối đãi cô kiếm vân tuyệt đối có tư cách khiêu chiến hoang vào lúc đỉnh cao lời lẽ như vậy của hoang chẳng lẽ không sợ cô kiếm vân lên đài và liều mạng với mình với trạng thái cơ thể hiện giờ của hắn thì rất có thể sẽ bị giết chết cô kiếm vân cười khẩy chẳng thèm để ý lưng vách thần kiếm nhìn chằm chằm thanh kiếm thai của thạch hạo thế nhưng cũng chẳng làm ra bất kỳ động tác nào khác Trận chiến thứ 100. Theo dự đoán sẽ là song hùng tranh bá thế nhưng vẫn không hề xảy ra. Thạch hạo vẫn ngồi xếp bằng trên võ đài và cũng chẳng hề có một ai lên đài. Không một ai dám lên, sợ hắn sẽ hồi quang phản chiếu. Trước khi chết sẽ bùng phát toàn bộ. Thật là tiếc chẳng lẽ không có một ai ư? Thạch hạo hỏi. Việc này làm cho một vài địch thủ âm thầm hư lạnh thế nhưng cũng không ai dám lên, trái lại tự an ủi mạng của hắn cũng không kéo dài chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi võ đài thì mình cần liều mạng làm chi ai dám tranh đấu cùng ta thạch hạo lần nữa hỏi toàn bộ đối thủ đều không phục trong lòng hành động này quá ngang tàn thể hiện ngay trước mặt của bàn dân thiên hạ làm cho sắc mặt bọn họ chẳng hề dễ nhìn chút nào một kẻ hấp hối sắp chết không đáng để chúng ta ra tay có gì mà kiêu hãnh chứ cố mà đừng có chết đó ai sợ ngươi chứ chỉ là không muốn đối phó một kẻ đang hấp hối thôi có mấy người khó chịu lên tiếng. Trận thứ 100, không một ai lên sàn, chỉ có mỗi một mình thiếu niên kia đang ngồi xếp bằng, bên cạnh là đạo cung vàng đang lơ lũng trong hưu không. Thời gian trôi qua, phù văn lại hiện lên, bởi vì không có người khiêu chiến cho nên Thạch Hạo thuận lợi vượt qua ải. Thắng liên tiếp 100 trận, Thạch Hạo đã thành công. Tất cả mọi người đều ngóng trong lúc hắn rời xa võ đài này, hoàng khó giữ được tính mạng trong lần nỗ lực cuối cùng này đã thể hiện nên vẻ huy hoàng của tự thân. Hiện giờ, hắn đã chứng minh rằng mình đã là một vương giả vô địch tháng tiên tiếp 100 trận, không ai dám lên đối đầu. Hắn có thể rời đi và không cần chiến đấu nữa. Trên thực tế, Hoàng chưa hề rời đi. Hắn cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi mà tiếp tục ngồi xếp bằng bên trên võ đài, dõng dạc tuyên tố sẽ tiếp nhận khiêu chiến của mười phương. Nơi đây lại huyên náo, tất cả mọi người đều tập trung về hắn, không phải tính mạng của hắn chuẩn bị dập tắt sao? Vì sao lại còn dám ở lại? quá lắm rồi đó nghen chúng ta kính trọng nên mới dành cho ngươi chút thể diện nhưng ngươi lại không biết quý trọng muốn chết trên võ đài sao lúc này trong đám địch thủ có người ra mặt hắn không hề nể nang mà cứ thế chế nhạo thạch hạo rõ ràng thân thể đã không còn sức sống sức chiến đấu cũng giảm mạnh vậy mà lại không biết tiến lui muốn bị người khác giết chết à người khác đã nể nang mà ngươi cũng chẳng biết thân biết phận Đương nhiên, cũng có người đồng tình với Thạch Hạo, nói, đây là lựa chọn của một vị vương giả. Hắn tình nguyện chết trên võ đài chứ không muốn ủ rủ rời khỏi. Chính xác, Hoàng Chính là một cường nhân hiếm có khắp cổ kim. Lẽ ra sẽ rất nhanh vô địch thế nhưng lại gặp phải biến cố như vậy thì làm sao cam tâm chứ, hắn chọn các rơi máu trên võ đài như thế thì đáng được tôn trọng. Nơi đây không cách nào bình tĩnh được, lời nào cũng được bình luận cả trong lúc nhất thời cũng không có ai lên võ đài. Thời gian chuyển rời, hắn không chiến thế nhưng vẫn thắng tới hai mươi mấy trận, kết quả này khiến cho đám địch thủ tức giận. Ung dung vậy à quả thật thạch hạo không hề muốn xuống võ đài, thời gian quá cấp bách nên hắn muốn tiến tới vương tọa cuối cùng, đoạt được vận may lớn. Nếu không lỡ như cường giả từ ngoại giới tiến vào thì sẽ vô cùng phiền phức. Không có ai khiêu chiến ta à vậy thì mình ta ngồi thủ võ đài vậy. Hắn nói vậy ta khinh vào. Người tưởng chuyện sẽ dễ như vậy à có người không kìm chế nổi nên sai thủ hạ lên khiêu chiến. Ánh mắt của thạch hạo lạnh lẽo, ra tay vô tình, hắn điểm ra một chỉ. Phù văn luân hồi ngập tràn biến kẻ kia thành một đống xương khô. Sao lại mạnh như thế chứ, việc này làm mọi người hoảng sợ. Thậm chí còn hoài nghi lời nói của cô kiếm vân, hoang sao lại đáng sợ như vậy chứ tinh lực mười không còn một tinh nguyên thì đã khô cạn, hắn chuẩn bị chết rồi. Cô Kiếm Vân nói, hắn nhìn ra được đạo cơ của Thạch Hạo đã dạn nứt và chuẩn bị ra đi. Ngay cả Thạch Hạo cũng tự mình hoảng sợ, pháp môn của Liễu Thần quá bá đạo. Nếu như không phải hắn hiểu rõ toàn bộ áo nghĩa của môn bảo thuật này thì cũng sẽ nghi ngờ mình sẽ chết đi. Nhưng hắn biết đây mới chính là chỗ nghịch thiên của bảo thuật Liễu Thần. Muốn trường sinh thì trước phải tự diệt, không phá thì làm sao xây. Hắn muốn có sức sống phồn thịnh thì cần phải trải nghiệm vẻ mất đi sức sống của bản thân, đứng sát bên cái chết, không cho phép sử dụng bất kỳ thủ đoạn bất chính nào, ẩn chứa áo nghĩa cân bằng. Nhưng nước cờ này rất hung hiểm, sơ sót một cái là hắn sẽ tọa hóa ngay, cứ thế biến thành đống xương tắng. Vẻ mặt hắn đầy nghiêm túc ngồi xếp bằng trên võ đài, không hề dám khinh thường pháp môn này chút nào. Thời gian trôi qua, hắn cũng không có chiến đấu thế nhưng lại thắng tới 58 trận. Tất cả mọi người đều á khẩu, từ các đời tới nay cũng chưa từng có ai không chiến mà thắng như vậy, rõ ràng là chuẩn bị chết thế nhưng không một ai dám dây vào. Không được lên cho ta. Phải ép hắn ra tay, phải khiến hắn nhanh chết đi. Một vài cường giả tụ lại cùng nhau, sau khi thương thảo thì dặn dò thủ hạ lên khiêu chiến với Thạch Hảo. Kết quả Thạch Hảo đại khai sát giới mặc cho con mắt của hắn lờ mờ, da thịt khô quắt bản thân như xương khô tinh huyết bốc cháy bên ngoài thân thể thế nhưng lực sát thương vẫn kinh người như trước. Cuối cùng, mấy chục người bỏ mạng. Hắn lần nữa thắng liên tiếp 99 trận. Nếu như gộp lại toàn bộ thì hắn đã thắng 199 trận. Người còn chưa lên à thạch hạo nhìn về phía cô kiếm vân. Cô kiếm vân không hề trả lời. Vẫn vách lấy trường kiếm và vẫn chọn cách không chiến với người chết. Rất nhanh, Thạch Hạo đã thắng liên tiếp 200 trận. Việc này đã khiến mọi người kinh ngạc nếu theo lý thuyết khi thắng liên tiếp 100 trận thì dù là quái thai mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ phải nghỉ ngơi, không một ai dám bất cẩn như vậy. Nhưng mà, Hoàng đã thắng tới 200 trận nhưng vẫn không hề rời đi, còn muốn đủ đài. Việc này, không được. Phải ngăn hắn lại, nếu cứ thắng liên tiếp như vậy thì tòa võ đài này không chừng sẽ nhận định hắn là người chiến thắng mất. Không không lại đưa tạo hóa giao cho hắn. Có người nói, dù là quái thai cổ đại cũng không cách nào bình tĩnh được nữa, sắc mặt của cô Kiếm Vân cũng hơi thay đổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có thể sẽ tạo nên chuyện cười cực lớn, một kẻ hấp hối sắp chết lại có thể đỗ vị thứ nhất. Bắt đầu từ tận thứ 201 thì chiến đấu đã có chút kịch liệt. Không hề có chuyện không chiến mà thắng nữa, Thạch Hạo không ngừng xuất thủ rất nhiều người bị ép phải lên đài, cũng không thiếu người cho rằng Thạch Hạo càng ngày càng suy yếu nên mình có chút cơ hội. Lúc đó sẽ đoạt lấy tiên trùng của hắn rồi trốn đi xa ngay lập tức. Kết quả, những trận này vô cùng khốc liệt có tới 80 cường giả mất mạng, chết ngay trên võ đài. Sau cùng, Thạch Hạo thắng liên tiếp 300 trận. Chuyện này đã tạo nên chấn động. Nhưng, tình hình của hắn càng ngày càng gay gâu tuy vẫn ngồi xếp bằng ở nơi đó thế nhưng cơ thể cũng bắt đầu rung lắc việc này càng tiếp thêm niềm hy vọng cho mọi người. Cơ hội có thể tự tay giết chết Hoang đã tới rồi. Chỉ là từ trận 301 cho tới 400 thì Thạch Hạo giết chết hơn 60 tên cường giả, việc này đều làm cho mọi người dựng đứng lông tóc. Đây là quái vật à? Tất cả mọi người đều nhìn ra được Thạch Hạo rèn đã cạn dầu tinh nguyên đã hết sạch thế nhưng hắn chẳng hề chết dù là thế vẫn có thể chiến với các lộ cao thủ. Tất cả mọi người cũng chẳng biết nói gì nữa, đừng có nghịch thiên quá chứ dù là cô kiếm vân cũng sững sờ. Cảm thấy khó mà tin vào sự thật này. Còn có ai nữa không? Thạch hạo thều thào hỏi. Bắt đầu từ trận thư 400, liên tiếp mấy chục trận không hề có ai lên đài. Hắn lại bắt đầu hành trình không chiến mà thắng, đảo mắt hắn đã thắng tới 439 trận. Hắn không ổn rồi, các ngươi xem kìa, dù là ngồi mà cũng không vững luôn đã có thể lên giết hắn rồi. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, cứ để hắn thắng tiếp nữa thì khả năng võ đài cổ này sẽ công nhận hắn là người chiến thắng cuối cùng. Có người cuống lên nói, quả thật thạch hạo rất vất vả. Những trận tiếp theo hắn không thể nào chỉ dùng một chiêu mà phải tới mấy chiêu mới có thể giết được địch thời gian tiêu tốn cũng dài ra. Nhưng, hắn vẫn là người chiến thắng, trên võ đài lại có thêm 5-60 bộ thi thể, đều do hắn giết cả. Tới giờ, hắn đã thắng liên tiếp 500 trận. Mà lúc này, võ đài phát sáng chiếu rọi lên trên người hắn, đây là ca ngợi và cũng là tán thành với việc làm này. Nhất định phải cản hắn lại, võ đài này đã thức tình. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hỏng bét hết. Có người căng thẳng nói. Ngoại giới, Trung Châu. Mấy ngày qua, vùng đất trung tâm của ba ngàn châu đã xảy ra sóng gió lớn, ảnh hưởng rất sâu xa thậm chí bởi vì chuyện xảy ra ở vùng đất trung tâm này đã khiến cho rất nhiều đại giáo quên đi tiên cổ có một nửa giáo chủ đều công kích khe lớn của di địa tiên cổ một nửa còn lại thì xuất hiện ở trận pháp tiên đạo bởi vì chuyện xảy ra nơi này ảnh hưởng quá to lớn chẳng lẽ các ngươi là người tới từ bên ngoài thượng giới này là người tới từ nơi kia sai không phải là địa mà là thiên một người trẻ tuổi nói đầy ngạo nghễ trong mắt có chút vẻ xem thường nói Nơi này của các ngươi thật là làm cho ta thất vọng quá, các ngươi là thiên thần. Ta đã thắng liên tiếp 81 trận, cái gọi là kẻ tài ba trong đám thiên thần các ngươi dù có tiến lên toàn bộ cũng chẳng có chút uy hiếp gì. Sắc mặt của những thiên thần nơi này đều rất khó coi. Dù là một vài giáo chủ sắc mặt cũng u tối, thế nhưng người trẻ tuổi này nói là sự thật, hắn quá mạnh mẽ. Nếu không, toàn bộ đám thiên thần các ngươi cùng lên đi. Bên ngoài cơ thể của người trẻ tuổi này hiện ra tiên khí và diễn biến thành đóa hoa đại đạo hiện ở trên đầu, nói thế. 500 trận, một người sắp chết thế nhưng một hơi đánh thắng 500 trận, dù là một đám thiên tài cũng khó mà tiếp nhận được. Tình trạng như vậy phải ngăn chặn ngay, Chư Hùng đứng ngồi không yên. Cứ vậy thì tòa võ đài cổ thần bí này có thể sẽ nhận định Hoang sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng nhưng mà điều làm cho mọi người không rõ nhất chính là cô kiếm vân chẳng hề có động thái gì vẫn chưa hề ra trận cũng từng có người đi hỏi thì hắn vẫn nói câu nói kia không chiến đấu với kẻ chết không hề đặt hoang trong lòng thế nhưng những người khác lại đứng ngồi chẳng yên có người to nhỏ cho rằng cô kiếm vân hơn nửa là kiêng kỵ hoang nên mới không dám lên đài chúng ta ra tay thôi phải tiêu hao đi tinh huyết của hoang làm cho hắn chết càng sớm thì lòng người mới an tâm được có người âm thầm bàn luận. Ha ha, trạng thái của Hoang rất tệ. Chủ yếu là cô Kiếm Vân vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng sức hóng liều mạng với Hoang. Lẽ ra là nên như vậy. Những người này đang lên kế hoạch đưa thủ hạ mình lên đài chi ra món đồ lớn để mời cao thủ đi khiêu chiến hồng tiêu hao tinh lực của Thạch Hảo. Những cao thủ này, có kỳ tài của ba ngàn châu và cũng có dân bản địa của tiên cổ. Tất cả nhân thủ này đều được dùng thiên tài địa bảo để trả công hồng lên đài chiến với Thạch Hảo. Ví như ngân khôn của bộ tộc ngân huyết ma thụ từng bị thạch hạo đánh tà tơi và ném khỏi hồn đảo lúc ở. Bát tí hồn tộc, kẻ này vô cùng tức giận và oán độc nhìn chằm chằm thạch hạo nên đã mời người đi đối phó hắn. Trận thứ 501 bắt đầu, chiến đấu rất kịch liệt. Thân thể của thạch hạo lung lay. Việc tu hành của hắn đã tới thời khắc mấu chốt, pháp của liễu thần đã được hắn hiểu rõ và đang trong quá trình lột xác kịch liệt nhất thiêu đốt tự bản thân mình và chờ đợi thành công chính xác việc này rất nguy hiểm, sơ sẩy một cái là vạn tiếp bất phục đặc biệt hắn còn đang quyết đấu với kẻ khác nên càng gian nan hơn. Hết trận chiến này tới trận chiến khác. Khi tiến hành tới trận thứ 567 thì thạch hạo hơi chút sơ ý nên bả vai đau nhói, bị trúng tên của một cường giả. Tuy rằng mũi tên đó vừa đâm vào có nửa tấc thì đã bị chấn nát thế nhưng đây lại là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, tình trạng của hắn đã rơi xuống điểm thấp nhất. Xoẹt! Thạch Hạo hít sâu một hơi, phía sau hiện lên một thanh kiếm bằng lông chim vô cùng to lớn, kim quang bùng phát chói mắt, đây là sự thể hiện của pháp môn côn bằng. Chỉ đúng một đòn bằng thanh kiếm từ lông này thì hắn đã chém người kia thành hai nửa, máu tê bắn lên cao. Sau khi tiến vào trận thứ 500, tuy rằng chiến thắng đối thủ thế nhưng rất ít khi sát sinh, đều bị đối thủ bỏ chạy vì thân thể của hắn quá yếu, không muốn lãng phí tinh lực để diệt địch nhưng hiện tại mạnh mẽ vận chuyển tinh khí để giết chết kẻ này cũng chỉ vì hắn làm tổn thương tới bả vai của mình đây tuy rằng có chút chấn nhiếp thế nhưng vẫn khó có thể che đi chân tướng về sự suy yếu của hắn trong mắt của rất nhiều người đều lóe lên ánh sáng tinh quang tăng mạnh cơ hội đã tới thật rồi lần đầu tiên hoang bị thương lần này có thể sẽ đánh gục được hắn lên phải đánh trọng thương hắn đánh hắn rớt xuống đài như đá một con chó đã chết vậy đó Ngần khôn cắn răng, vẫn là dự cũng nóng lòng muốn thử, bọn họ cũng không phải muốn giành chiến thắng mà chỉ là hy vọng giải quyết hoang thật nhanh rồi cướp lấy tiên trùng của hắn. Nên biết, tiên trùng của Hoang từng khiến cho bảy vị thiên thần khát khao, cho nên sức hấp dẫn cực kỳ lớn dù cho có nguy hiểm tới tính mạng. Thậm chí rất nhiều người còn cho rằng, sở dĩ Hoang có thể mạnh mẽ như vậy, có thể đi tới một bước này thì đều có quan hệ cực lớn với tiên trùng của hắn. Một khi đạt được thì bản thân tựa như cá vượt long môn, cao cao tại thượng. Đáng tiếc thật cô kiếm vân cũng không hề ra tay, chúng ta vẫn còn thiếu chút cơ hội tốt nhất trước khi chết hoang có thể diệt kẻ này. Có người tiếc nuối, vào lúc này, còn có một vài quái thai khác cũng nhìn chằm chằm ao ước nhìn hai hồ tranh bá với nhau. Bụp, trận thứ 587 Thạch Hạo lần nữa bị thương, là do một con thương lang thái cổ cào trúng cánh tay của hắn chỉ là cánh tay của Thạch Hạo chẳng hề có chút máu nào chảy ra cả. Bởi vì những thứ này gần như đã tiêu hao sạch tinh huyết đã bốc cháy hoàn toàn. Hắn gần đi đời rồi, máu cũng chẳng còn, tinh khí thì mất sạch, đây cơ bản là một kẻ chết. Nếu không thì làm sao bị móng vuốt kia làm thương được chứ, rất nhiều người phấn chấn, tin tin tăng thêm vài lần. Ẩm, cánh tay của Thạch Hạo hơi động thì thân thể của con thương lang kia lăn ra ngoài rồi nổ tung trong hư không hóa thành một chùm xương máu chỉ là bản thân thạch hạo cũng lắc lư. Hắn cảm thấy mình suy yếu tới cực điểm, trạng thái không hề ổn chút nào. Chư vị, nếu ai tiến lên thì sau khi rời khỏi tiên cổ ta sẽ hai tay dâng lên viên đại niết bàn đan, binh khí chuẩn giáo chủ cho người đó. Nếu như không yên lòng thì ta sẽ lập huyết thệ nguyền rùa. Những người còn sót lại của ma quỷ viên, minh thổ. Thiên quốc cùng với một số người đối đầu với thạch hạo đều đưa ra giá cao nhờ người ra tay giết thạch hạo ngay cả thần miếu, hỏa vân động. Yêu Long đạo môn cũng sớm có hành động nhờ người khác hỏng chấm dứt dây dưa với thạch hảo. Giết hắn thì không cần phải lo lắng sẽ không nhận được thù lao, các vị hãy nhìn đây. Đây là một viên bảo đan, thành phần cho chứa thần dược, giải thưởng rất quý giá đó. Ngân khôn cũng bất chấp, ngoài ra tộc nhân của đám voi vàng, cổ viên, mã nguyên, đế côn. Cầu Long đều đã xuất hiện và trầm giọng nói, tất cả đều nhờ người lên đài giết thạch hảo muốn chết trên võ đài thế nhưng thể diện vẫn còn không có cửa kiếm người lên gõ hắn gõ thành một con chó chết sau đó là đạp rớt xuống đài phải cho hắn chết một cách nhục nhã ở ngay trên võ đài này trong bảy tộc lớn này ai nấy cũng đều gấp gáp nên đánh đổi mọi giá để nhờ người giết chết một cách tàn nhẫn và nhục nhã thạch hảo cũng chính bởi vì thế đã làm cho rất nhiều người phấn khỏi bọn họ đều bị thù lao cách xù đó làm động tâm nên lần lượt tiến lên võ đài đại chiến với hắn. Bụp, người thứ sáu trăm bị thạch hạo điểm một chỉ giết chết. Thi thể ngã ầm xuống mặt đài. Tiếp theo, thạch hạo cắn răng, hắn từng nghe nói vào một đời nào đó có một vị quái thai cổ đại bởi vì tài năng quá lớn. Đánh thắng liên tiếp hơn 700 trận và cũng chưa có tiến tới trận cuối cùng thế nhưng lại được phán làm người chiến thắng. Vì vậy, hắn muốn kiên trì và nhanh chóng kết thúc trận tranh bá này để miễn việc đêm dài lắm mộng giáo chủ ở bên ngoài nếu như đi vào đây thì nguy to. Việc làm người khác kinh ngạc tiếp đó chính là có tới mấy lần thạch hạo không cách nào ngồi xếp bằng ngay ngắn được mà thay vào đó là lảo đảo muốn ngã xuống võ đài. Thế nhưng hắn vẫn liên tiếp chiến thắng. Trận thứ 698, trận thứ 699. Trời ơi, hắn là tiên vương chuyển thế chắc làm sao vẫn có thể tiếp tục vậy? Mọi người đều giật mình, trận thứ 700 tròn, Thạch Hạo vẫn còn sống, việc này làm mọi người chấn kinh, tới lúc này tất cả người nơi đây đều biến sắc. Rất nhiều người sợ hãi, chẳng lẽ Hoang không có trọng thương? Đây cũng chỉ là giả bộ để lừa mọi người. Nghĩ tới việc này thì rất nhiều người đều liếc nhìn cô Kiếm Vân rồi lộ vẻ khác lạ, cảm thấy như hắn có tính toán nào đó, hơn nửa đã nhìn nhận được vấn đề gì rồi. Không cần phải nhìn ta đâu nhiều lắm thì hắn cũng chỉ chiến thêm trăm trận nữa mà thôi, có thể gắng gượng không chết là tốt lắm rồi. Nếu như có người liều mạng thì hơn phân nửa hắn sẽ không kiên trì quá 80 trận. Cô Kiếm Vân bình thản nói, giết hắn cho ta, có người nhỏ giọng nói. Sắc mặt thì giữ tợn sai người đi giết thạch hạo, trận thứ 701-702. Quả nhiên, cứ tiếp tục như vậy thì Thạch Hạo càng ngày càng suy yếu, trong lúc này có vài lần gặp phải tình huống nguy hiểm suýt nữa thì gặp phải bất chắc. Đây chính là sự kích thích lớn cho quần hùng. Thạch hạo chiến tới trận thứ 795 thì trong lòng thầm thở dài, hắn không còn kiên trì nổi nữa. Bởi vì căn cứ theo những gì mà hắn nghe được. Ở cổ đại đã có người một hơi thắng tới 700 trận nên được quyết định là người chiến thắng cuối cùng. Hiện giờ, hắn đã vượt qua kỷ lục kia thế nhưng võ đài này cũng chẳng hề quyết định sự chiến thắng cho hắn. Rất nhanh hắn cũng hiểu được năm đó người kia trấn áp mọi quần hùng thực lực quá kinh khủng cho nên không có mấy ai dám lên khiêu chiến. Mà tình trạng trước mắt hiện tại của hắn thì hoàn toàn không phải. Bởi vì hắn đã trọng thương nên người khiêu chiến có rất là nhiều. Chỉ có thể đi tới đây mà thôi, trước nên nghỉ ngơi cái đã tranh thủ tu thành pháp của Liễu Thần để nó lột xác. Thạch Hạo biết buông biết thả nên đưa ra quyết định, trận thứ 800 hữu kinh vô hiểm, hắn đều vượt qua cả. Hiện trường yên lặng như tờ, tên này quá biến thái, nghịch thiên tới lạ thường, nếu như hắn không có bị thương thì sẽ tới mức nào nữa chứ. Rốt cuộc thạch hạo cũng đứng dậy rồi loạn choạng bước xuống lôi đài. Cái gì, hắn không thủ đài nữa, tự mình đi xuống à? Mọi người ngẩn ngơ rồi tỉnh ngộ. hoang không còn kiên trì được nữa. Việc này trở thành vấn đề bán tán sôi nổi tiếng xì xào vang trời. Rốt cuộc thì hoang cũng chịu không nổi nữa, thể lực và tinh khi đã tiêu hao sạch điều này mang ý nghĩa rằng khả năng hắn sẽ chết can cơ đại đạo dạn nứt bản thân mang trọng thương đây là sự thật không ít người nhìn về phía cô kiếm vân thì cảm thấy ánh mắt của người này quá sắc bén nói rằng nhiều nhất thì hoàng cũng chỉ kiên trì được tới tận thứ tám trăm không ngờ lại dự đoán chính xác như thế hoàng không ổn rồi thân thể của hắn có vấn đề ha ha quả là tin tức tốt mà rất nhiều người hả hê cười lớn chẳng hề thông cảm cho tình cảnh hiện giờ của thạch hạo mà lại vô cùng hưng phấn hơn nữa sát cơ trong mắt của nhiều người chợt lóe lên rồi vụt lắt nếu không phải kiêng kỵ dân bản địa đang che chở cho hắn thì hơn phân nửa đã động thủ rồi nên biết hiện giờ là thời khắc yếu nhất của hoang rất dễ để đánh giết nếu không thì hắn cũng chẳng xuống võ đài làm gì hoang người có dám chiến một trận với di dân tiên cổ như ta không vừa nãy do ngươi đứng trên võ đài nên chúng ta không thể lên đài vì gặp phải hạn chế hiện giờ ta muốn cùng ngươi phân cao thấp một lần đúng đó nếu không phải võ đài này bài xích chúng ta thì đời nào cho phép đám ngoại lai như các ngươi đi tìm cơ duyên chứ hoang người có dám chiến với ta một tận có người âm thầm hét lớn mọi người ngạc nhiên lại có chuyện như vậy diễn ra ư như thế có được không, sẽ đắc tội với người khác đó. Xa xa có người nhỏ giọng nói. Ngân khôn lắc đầu cười khẩy nói, việc này có vấn đề gì à, cũng không phải do chúng ta ra tay. Có người khiêu chiến hắn rồi, chúng ta cứ ngồi xem cuộc vui là được. Chuyện này là do ngươi xúi dục nếu như bị người khác biết được thì có vẻ không hay cho lắm. Mắc mớ gì tới ta chứ? là bọn họ muốn khiêu chiến mà, và lại, hậu nhân và bộ lạc của bảy đại thiên thần đã chết kia cũng đang suối dục đó thôi. Chỉ cần chúng ta không ra tay thì không có điều tiếng gì cả. Ngân khôn hờ hững nói, ánh mắt tàn ngập vẻ hung tàn. Hoàng, người có dám chiến một trận không? Dám giao thủ với di dân tiên cổ chúng ta không? Chút thành tựu này của ngươi thì là cái gì đâu? Có người khiêu khích, hậu nhân của bảy đại thiên thần đều cười lạnh, không ngừng suối dục một vài kẻ xấu hoang đừng có làm suy yếu uy phong của thiên tài ba ngàn châu chúng ta đừng có vứt bỏ niềm vinh quang người sợ cái gì à chiến với bọn chúng một trận đi người tới từ ngoại giới thiên tài của ba ngàn châu cổ vũ hiển nhiên họ cũng chẳng có ý tốt gì cố ý gây rối hùa theo ai cũng nhìn ra được hiện giờ hoang vô cùng suy yếu nếu khiêu chiến hắn vào lúc này thì chính là cố ý giết người những người kia kêu gào hò hét hoàng, rào bén của ngươi chẳng lẽ chỉ dám chỉ về đám thiên tài của ba ngàn châu thôi à, muốn làm con rùa đen rút đầu à. Có người nói huyệt tẹt ra, cố ý làm nhục thạch hạo. Đám nhân mã của ma quỷ viên, thần miếu, minh thổ, hỏa vân động, yêu long, đạo môn, thiên quốc đều âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Hoàng, tới cùng có chiến không? Hay là không dám ứng chiến, muốn mất mặt thay cho thiên tài ba ngàn châu chúng ta ư? Một nhóm người âm thầm la hét. Lòng dạ vô cùng ác độc. Người của bát tí hồn tộc muốn ra tay ngăn mấy người này lại thế nhưng lại bị thạch hạo ngăn lại. Hắn đứng nơi đó với sắc mặt lạnh lẽo. Hậu nhân của bảy đại thiên thần thì không nói làm gì thế nhưng người của ba ngàn châu cũng khiêu khích như thế quả là đáng trách mà. Các người đã muốn chết thì ta đành đại khai sát giới, giết sạch toàn bộ vậy. Ánh mắt của thạch hạo lóe lên vẻ lạnh lẽo. Xoẹt, một luồng ánh kiếm vút lên tựa như cầu vồng nối thẳng tới trời cao thạch hạo rút thanh tiên kiếm đại la rồi chém về trước dẹt một tiếng một con thần viên màu vàng bị chém thành hai nửa ngã ầm trên mặt đất biến cố này là một đám người giật mình hoang lại chủ động xuất thủ rồi con cổ viên kia chính là con cháu của một trong bảy đại thiên thần kia thế nhưng lại bị diệt trừ một cách nhanh như vậy nên biết hiện giờ hoang trọng thương gần chết bản thân lại rơi vào trạng thái đầy hiểm nguy và không cách nào thủ đài được nữa, ấy vậy lại mạnh mẽ như thế, một chiêu kiếm là một mạng người. Những gì vừa xảy ra đều khiến mọi người chấn kinh, vẻ mờ mịt trong mắt đều bị đánh tan. Rất nhiều người sinh ra luồng khí lạnh nên biết con thần viên vàng kia là cường giả đạt tới chân thần đại viên mãn, kết quả lại chỉ một chiêu đã bị giết chết. Tên hoang kia còn mạnh tới mức nào? Nói đánh là đánh cơ bản chẳng hề sợ hãi, chẳng hề hè chừng chút nào một lát sau nơi đây trở nên ồn ào rất nhiều người bàn tán về hắn người dám giết người không đi khiếu chiến đám người của các ngươi vậy mà lại vô duyên vô cớ giết đời sau của thiên thần trong di dân tiên cổ ta ư có người hét lớn hỏi tội Thạch Hạo âm thầm khiêu khích cổ vũ và trao thưởng cho cường giả tới giết ta tưởng ta không biết à Thạch Hạo lạnh lùng nói xoẹt lại là một ánh kiếm tên sinh linh vừa lên tiếng chất vấn thạch hạo kêu to một tiếng tia máu lóe lên đầu lâu bị thạch hạo chém lìa mọi người sợ hãi càng thêm ồn ào hơn hoang quá ngông cuồng người này cũng chỉ vừa mới mở miệng lớn tiếng trách mắng thì đã bị hắn giết trong một chiêu quá đáng rồi đó nghe hoang người tưởng nơi này là đâu hả giết di dân tiên cổ một cách tùy ý các vị đạo hữu chúng ta cùng tay ra tay bắt hắn lại Tên này quá hung hăng và điên cuồng, đáng chém. Đời sau của bảy đại thiên thần đứng nơi xa lớn tiếng đầy tức giận. Bọn họ nhờ những người xung quanh cùng nhau động thủ giết chết Hoang. Đồng thời, những người này còn bí mật truyền âm để những hôn nhân đã tiếp nhận nhiệm vụ ra tay giết chết Hoang. Phải thế, Hoang phải làm thế chứ? Những tên di dân tiên cổ là cái thá gì chứ? Cứ một chiêu mà giải quyết, đừng phí lời với bọn họ làm gì. Chuẩn. Đây mới là hảo nam nhi của ba ngàn châu ở thượng giới chúng ta. Phải như thế, nói bậy thì tặng ngay một chiêu. Không ít người ẩn trong dòng người lớn tiếng nói, không dám lộ ra chân thân. Có thể nói là lòng dạ vô cùng độc ác, đổ thêm dầu vào lửa. Không ngừng cổ vũ, hy vọng tình hình càng ngày càng rối ren hơn, khiến Thạch Hạo rơi vào trong biển người di dân tiên cổ. Mấy tên đầu trâu mặt ngựa các ngươi, tưởng ta không biết các ngươi ở nơi nào à?" Thạch Hạo hét lớn hắn bay lên trời rồi xuất ra một chiêu ánh kiếm bay vèo. Chỉ trong nháy mắt thì đã có tới mấy chục vệt cầu vồng lao xuống đồng thời tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Có tới mấy chục người đứng trong đám người bên dưới đều bị xuyên thủng. Một nửa mất mạng nửa còn lại bị thương nặng bay vụt ra sau, máu tươi tuôn trào. Hoàng, người điên rồi à? Ra tay với di dân tiên cổ thì không nói làm gì thế nhưng lại hạ độc thủ với những đồng đạo của ba ngàn châu chúng ta à? có người hét lớn, dư nghiệt của thần miếu. Người còn dám nói lý với ta. Thạch hạo cười khẩy rồi lần nữa vung kiếm chiếu một đầu lâu lăn lông lốc dưới đất. Máu tê bắn lên cao, nhuộm đỏ cả bầu trời. Tất cả mọi người đều giật mình. Hoàng quá dũng mạnh giết địch thủ ngay trước mặt mọi người mà chẳng hề do dự hay sợ hãi nào quyết đoán và dứt khoát. Thạch hạo dừng lại rồi dùng kiếm trống xuống đất miệng thì không ngừng thở dốc. Hắn cảm thấy bản thân hết sạch sức lực nếu như tinh lực rồi dào thì dưới mấy chục chiêu kiếm vừa rồi sẽ chẳng hề có người bị thương mà sẽ là những bộ thi thể nằm xuống. Đám tu sĩ của Hỏa Vân Động, Yêu Long Đạo môn, Ma Quỷ Viên, Minh Thổ đều nhìn thấy cảnh tượng này nên đứng nơi xa hô hào. "Trừ vị còn đứng ngây làm gì nữa, giết hắn, người này gần chết rồi. Chẳng còn chút sức lực nào nữa, đây chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ." Tiếp đó có mấy người hùa theo ở phía xa. Đồng thời, đời sau của bảy đại thiên thần cũng quát lớn rằng Thạch Hạo phải gánh mọi trách nhiệm, đồng thời nhờ và cao thủ treo thưởng giá cực lớn. Ngoài ra cũng có một vài người đục nước béo cò. Đang yên lặng tiếp cận và chờ Thạch Hạo kiệt sức sẽ đánh lén để cướp lấy tiên trùng. Đám tiểu bối này còn không lo cút mau. Cao thủ của bát tí hồn tộc hét lớn. Tiền bối hồn tộc tiền bối thiên vị quá rồi đó, chúng ta đường đường chính chính khiêu chiến. Hoàng cũng đã tiếp nhận đồng thời cũng đã ra tay, thế thì tại sao tiền bối lại thiên vị như vậy? Có con cháu của bảy đại thiên thần nói, bát tí hồn tộc chẳng lẽ các ngươi muốn bảo vệ người ngoài? Đạp lên tôn nghiêm của di dân tiên cổ ư, ngân khôn của ngân huyết ma thụ tộc nói, bởi vì bọn họ biết mối quan hệ với thạch hạo đã trở nên căng thẳng. Dù ngày sau hắn có độ kiếp thành công thì cũng sẽ không cho lôi kiếp dịch cho mình. Đúng thế, vì sao lại phải làm thế với một tên ngoại lai chứ? Chúng ta đã khiêu chiến một cách quang minh chính đại mà. Có người hét lên, những đệ tử còn sót lại của hỏa vân động thiên quốc. Thần miếu, ma quỷ viên còn có những di dân tiên cổ đứng trụng lại với nhau để bàn bạc khiến nơi đây càng thêm náo loạn hơn. Đồng thời, cũng có người âm thầm di chuyển ép sát về phía thạch hạo. Sát khí tăng mạnh, đạo hữu ngươi cần phải phân trắng đen, đừng nên vì tình riêng mà làm việc sai trái đó có lão bối của dân bản địa ra mặt. Hiển nhiên là do con cháu của bảy đại thiên thần cùng với ngân huyết ma thụ tộc mời ra mặt. Ta tiếp nhận khiêu chiến. Nếu ai không sợ chết thì cứ việc tới. Thạch hạo nói, tiểu hữu cường giả của bát tí hồn tộc cuống lên. Mà lúc này, một vài cường tộc khác cũng không thể kìm chế sợ thạch hạo gặp nạn. Vẫn còn hy vọng hắn sẽ hóa giải nguyền rùa cho mình nên nhanh chóng tiến lên bảo vệ không sao đâu ta không có chuyện gì cả mượn tay bọn họ để tôi luyện bản thân cũng coi như là lợi dụng đám giác rưởi này mà thôi thạch hạo cũng chẳng hề che giấu nên đã khiến rất nhiều người kinh ngạc lẫn tức giận lời nói này là sự thật hoàng trọng thương gần chết ấy vậy còn nói thế là đang khinh thường sao thật sự không cách nào chịu nổi nữa tiền bối nếu như ta đại khai sát giới thì các vị có thể gánh vác được không Thạch hạo hỏi, hắn nhìn về đám người phía trước lộ ra sát khí. Cường giả của bát tí hồn tộc nghe thế thì có chút kinh ngạc, nói, giết cứ giết, không sợ gì cả. Chỉ sợ thân thể của tiểu hữu Từ khi cổ tổ trong tộc khôi phục lại thần trí thì bát tí hồn tộc đã không sợ bất cứ cường tộc nào nữa, huống chi còn có rất nhiều người đứng cùng chiến tuyến với mình. Có rất nhiều tộc lớn đều bảo vệ hoang nên cũng không hề sợ sẽ đắc tội với bất kỳ người nào dù là con cháu của bảy đại thiên thần cũng không cần phải nề nang làm gì. Bởi vì thiên thần của bọn họ đều đã chết nên đám con cháu này cũng chẳng cần nói nhiều. Sự lo lắng duy nhất chính là thân thể của Thạch Hạo như hắn sớm đã nói, đây chính là tu hành. Cơ bản không là vấn đề gì cả. Được đã thế thì ta cũng không cố kỵ gì nữa rồi. Thạch Hạo dứt lời thì loạn trọng nhất theo tiên kiếm đại la tiến về trước. Điều động mọi tử sĩ, phải giết cho bằng được hắn để ta nhìn hắn liều lĩnh tới khi nào dù thế nào cũng phải chết còn ngông cuồng nữa thì trước chứ đánh thành một con chó chết ngân khôn cắn răng âm thần dặn dò xoẹt đúng lúc này thì thạch hạo di chuyển một chiêu kiếm chém thẳng về phía đám ngân khôn hắn bỏ qua hết những đám đang hò hét kia để hạ sát thủ về phía ngân huyết ma thụ tộc bụp một tiếng máu tươi liên tiếp bắn lên trời chỉ trong nháy mắt đã có tới 8 người bị giết chết tất cả cũng chết bởi một chiêu kiếm Ngày chính ngân khôn cũng thiếu chút nữa đã gặp nạn. Ánh kiếm kia sượt sát qua thân thể khiến lông tóc toàn thân đều dựng đứng, nếu không phải vào lúc quan trọng hắn nhanh chóng bay vụt lui thì đã bỏ mạng rồi. "Hoang, người dám động thủ với ta à? Dám khiêu chiến bộ tộc ngân huyết ma thụ ta à?" Hắn khiếp sợ, hai bên có khoảng cách đủ xa, hơn nữa lời nói lúc này cũng không hề lớn, chẳng lẽ Hoang có thể nghe được. "Ra tay thì sao nào, ở trên hồn đảo ta cũng không phải là chưa hành hạ ngươi sao?" Thạch Hạo nói rồi nâng kiếm ép tới. Mọi người ồ lên, rất nhiều cường giả cũng không hề biết về chuyện này. Thế nhưng giờ lại nghe thấy hắn nói thì lộ vẻ kinh sợ, nên biết bộ tộc Ngân Huyết Ma Thủ được xưng là thánh tộc đó là một nơi thánh địa, người thường ai dám trêu. Ngươi, ngần khôn thẹn quá hóa giận, đây là sỉ nhục bị người khác xé toang rèm che nên làm hắn giận dữ và đầy xấu hổ léo nhéo gì thế hả trốn ở nơi đó để khích người khác ra tay với ta tưởng ta không biết ư ừ, lần trước không giết ngươi nên ngươi không biết sai trái thì phải thôi thì lần này đành tiễn lên đường vậy thạch hạo nói mọi người giật mình hoang quá hung hăng bát tý hồn tộc mỹ nhân tộc đều cười khổ việc gì hoang cũng có thể gây rối cả hỏi bọn họ có thể gánh vác được không hóa ra là muốn giết tên ngân khôn này giết hắn cho ta chém hắn thành một con chó chết ngân khôn vừa giận vừa sợ sau khi không còn đường lui nữa thì chỉ biết cách kêu gọi từ xỉ ra tay xoẹt bỗng nhiên trường kiếm trong tay của thạch hạo quét qua đầu tiên là ra tay với những người xung quanh lập tức một đám người kêu la thảm thiết rồi ngã gục xuống toàn bộ đám người thuộc ba ngàn châu các ngươi vừa rồi còn kích động đồng thời đột kích để giết ta việc này còn đáng ghét hơn tên ngân khôn kia nhiều thạch hạo nói giết rất nhiều người hô lớn. Tới đây đi, một đám rác rưởi cảm ơn các ngươi đã giúp ta luyện thân. Thạch hạo nói, cả thân thể loạn trọng tựa như không cách nào đủ sức để chiến vậy. Nhưng mà hiện giờ, cả người hắn đều phát sáng, nơi sâu trong thể xác có từng sợ tơ máu sáng bừng, bùng nổ ra ánh sáng lấp lánh. Việc này giúp hắn mạnh mẽ thêm chút nữa. Đó là tinh hoa còn sót lại của trí tôn huyết loại tinh lực này rất khó đốt sạch chưa hề bị tiêu trừ mà vẫn bị hắn niêm phong nơi sâu nhất trong cơ thể bởi vì hắn cũng lo sợ rằng sau khi đốt hết trí tôn huyết khô kiệt thì dù thời gian dài hơn nữa cũng khó tái hiện lại nhưng trước mắt hắn lại cần sức chiến đấu để ứng phó với các nguy cơ này hắn vẫn rất do dự không biết có nên đốt sạch hay không hiện giờ hắn đã quyết định toàn bộ tinh lực dù là tinh lực của tinh hoa trí tôn còn lại cũng phải đốt hết để cho bản thân không còn chút sức sống nào rồi tiến hành lột xác đây gọi là cây khô gặp phải mùa xuân tương ứng với pháp môn của liễu thần về lâu về dài thì đâu là lựa chọn tốt nhất tinh hoa còn sót lại của trí tôn huyết vừa hiện thì thạch hạo lập tức trở nên mạnh mẽ tựa như là một con chân long từ trong vực sâu lao lên mạnh mẽ vô địch a à, rất nhiều người kêu la thảm thiết cả người thạch hạo phát sáng tạ như là một bếp lửa bốc cháy, trí tôn huyết sụp sôi, ánh lửa bên ngoài cơ thể hừng hực. Lấp lánh vô biên, hắn hết đánh trái rồi lại đá phải, xem những người này như là cục đá mài dao dùng để đây nhanh tốc độ tiêu hao của trí tôn huyết. Không ngừng đại khai sát giới nơi này. Thạch hạo vung kiếm, những tên được gọi là tử sĩ chết như sung dụng, chỉ trong chớp mắt đã có mấy trăm cường giả nằm xuống, hắn một bước xa tới ngàn trường bên ngoài cơ thể quấn quanh ba luồng tiên khí chớp mắt thì đã tới sát bên cạnh ngân khôn người không thể giết ta ngân khôn hét lớn trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi thực lực của hắn rất mạnh thế nhưng trận chiến trước kia đã khiến hắn sợ mất mật nên không dám đối đầu mà từ từ lùi về sau người là cái thá gì chứ có gì mà không dám giết thạch hạo vung kiếm Ngần khôn gào thét lấy ra toàn bộ bào cụ thể nhưng đều vô dụng hắn đã bị một chiêu kiếm bỏ lìa xương chán cả người nổ tung hoàn toàn bỏ mạng còn các ngươi dù là lão tổ của các ngươi ta còn dám dẫn vào trong thiên kiếp để giết huống hồ sẽ sợ các ngươi thạch hạo nhằm về đám con cháu của bảy đại thiên thần hắn tựa như hồ nhập bầy sói đánh đầu tháng đó thần thông luân hồi xuất ra mảnh vỡ thời gian bay lượn máu thịt be bét khắp xung quanh thanh xuân dần hết rồi hóa thành xương trắng đây chẳng phải là quyết đấu mà là tàn sát. chạy mau, tất cả mọi người đều sợ hãi, tranh lệch đôi bên quá lớn. chạy đi đâu? đám dương nhiệt thần miếu ma quỷ viên hỏa vân động cách ngươi thì chạy đằng trời. trước kia tha cho bọn ngươi một con đường sống, không có đuổi tận giết tuyệt ấy vậy lại còn dám tới quấy phá ta. đã thế thì giết hết cho rảnh nợ. thạch hạo như một con chim bằng nhảy vút lên trời cao, dương cánh kích tám hướng những người gây rối hùa theo đều tái mét mặt từng người từng người bị giết chết. Ai cũng không nghĩ tới, hoang sắp chết lại đột nhiên hùng hổ như vậy. Tới cuối cùng, rất nhiều người đều chạy trốn. Thạch hạo nhấp theo thần kiếm sắc bén theo sát phía sau, thời gian không lâu sau thì có hơn ngàn bộ thi thể nằm đầy nơi này. Những người hò hét chỉ trỏ trước kia gần như đã nằm dài dưới chân hắn cả. Thạch hạo cũng không hề dừng lại mà vẫn tiêu hao bản thân, trí tôn huyết dịch không ngừng bốc cháy, thực lực của hắn không ngừng tăng vọt nhanh chóng phát tiết đại sát bốn phía. Chiến này dịch, người đời sau khi nhớ lại cũng không kìm được vẻ sợ hãi, cái gọi là thiên tài, là cường giả cũng không cách nào đỡ nổi một đòn khi đứng trước mặt hoang, bọn họ tựa như là gà rừng chó đất vậy. Bị hắn truy sát quét sạch, cũng đã có thiên thần thầm lặng tiến tới, thế nhưng đám bát tí hồn tộc, mỹ nhân ngư, nhân mã tộc cũng không phải chỉ ngồi chơi, nên tất cả đều bị chặn lại cả. Giết tới cuối cùng, bốn phía trở nên yên lặng, không một ai dám lên nữa những người vốn không liên can thì sớm đã trốn về nơi xa ai nấy đều trợn tròn mắt cả người lạnh rét. Bởi vì nơi đó đã trở thành một chốn tu la. Mà ngay lại đó, một thân tinh lực của Thạch Hạo đã cạn kiệt, hắn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ tựa như tịch diệt vậy, chẳng hề nhúc nhích mày may. Ở xung quanh, máu tươi lai láng, thi thể của cường giả chồng chất làm mười phương khiếp sợ. Nơi đó như là trốn tu la, một vị cường giả đang ngồi xếp bằng lặng yên không tiếng động trong vũng máu tanh đó để ngộ đạo. Ầm, um, hắn không ngừng run rẩy, một tia sinh cơ yếu ớt cuối cùng đều biến mất cả người tựa như chết cứng. Những người bát tí hồn tộc hoảng sợ, khẩn trương không gì sánh bằng. Thế nhưng thời gian không lâu sau, một tia sinh cơ bắt đầu xuất hiện ở trên người Thạch Hạo, cánh tay là nơi xảy ra sự biến hóa đầu tiên vốn khô quắc không chút ánh sáng gì mà lúc này trở nên vàng óng, việc này khiến mọi người kinh ngạc. Thạch hạo xếp bằng trên mặt đất biến hoa bắt đầu từ hai tay, hào quang vàng óng kia từ từ lan dần về các bộ phận khắp thân thể. Vốn cơ thể hắn khô quắt lặng yên như đã tịch diệt không hề có chút sinh cơ nào, rất nhiều người còn tưởng rằng hắn đã tỏa hóa thế nhưng giờ lại nhìn thấy cảnh tượng này. Mọi người nghẹn họng, ai nấy cũng không thể nào tin vào mắt mình được. Thời gian dần trôi, thân thể khô quắt kia càng ngày càng hồng hào khỏe mạnh. Hào quang màu vàng chảy xuôi bắt đầu từ hai tay rồi sau đó không lâu đã chiếm trọn nửa thân trên. Dáng vẻ của Thạch Hạo đầy trang nghiêm, tựa như thân thể đang niết bàn, ẩn chứa một huyền diệu vô thượng, ngập tràn sức mạnh kinh người. Rõ ràng, hắn đã thành công, bắt đầu khôi phục sinh cơ từ từ nhú lên. Mọi người không thể không thán, hoang quá nghịch thiên ai cũng cho rằng hắn sẽ chết thế nhưng lại y như những gì hắn nói xem đám người kia tựa như là những dụng cụ hư hao để rèn luyện bản thân mấy người này nhìn về phía cô kiêm vân rõ ràng vị thiên tài tiệt thế này đã phán đoán sai ngược lại cô kiếm vẫn lại rất bình tĩnh chẳng hề nói gì cả chỉ là nhìn chằm chằm thạch hạo mà thôi giết con cháu dòng chính của bộ tộc ngân huyết ma thụ ta thì đã là địch của thánh địa người này không thể lưu có người âm thầm nói, đó là cường giả của bộ tộc Ngân Huyết Ma Thụ. Là một người đàn ông đạt tới thiên thần, bên cạnh còn có một người đàn bà cũng là thiên thần. Cả hai từng đi theo với Ngân Khôn lúc tới Hồn Đảo và đã xảy ra xung đột với Bát Tí Hồn tộc. Keng, một chiếc thần chùy đen nhánh bay vút tới, đây là pháp khí thiên thần. Ẩm, hư không liền nổ tung, oai phong của thiên thần không thể nào suy đoán được nó xé rách hư không rồi tiến tới gần Thạch Hạo, vẻ lạnh lẽo thấu xương nó muốn ghim chặt vào mi tâm của hắn. Người dám, lão thiên thần của bát tí hồn tộc vung mạnh ống tay áo, pháp tắc thiên thần khuếch trương giam cầm nơi đó lại. Tiếp đó quấn chặt lấy pháp khí màu đen, bản thân lão cũng tiến lên đứng trước người thạch hạo để bảo vệ. Chiến đấu đã thăng cấp dù là thiên thần cũng đã phát động. Mọi người căng thẳng không gì bị được tranh đấu cấp bá chủ như này thì hơi chút liền có thể khiến cả giới phải đổ máu tiểu thế giới cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Bát tý hồn tộc các ngươi bao che kẻ ác nên biết các ngươi cũng là di dân tiên cổ, mắt thấy dân bản địa bị hắn đánh chết mà vẫn còn đi chung à, phải chu diệt. Thiên thần của ngân huyết ma thụ tộc quát lên. Vào lúc này hắn cũng đã lộ ra bản thể, hóa thành một cây cổ thụ màu bạc cánh cây che kín trời, lời nói tựa như sấm nổ. Ẩm, ờ, cổ thụ bạc di chuyển cành cây lớn quất tới đánh nát hư không, đồng thời mỗi cành cây lại hóa thành từng luồng pháp tắc thiên thần đầy đáng sợ lão thiên thần của bát tí hồn tộc tu đạo đã nhiều năm nên mi tâm phát sáng, hồn lực mạnh mẽ lan tỏa, lão là một vị thiên thần tuyệt đỉnh cho nên chẳng hề sợ hãi gì cả. Sau khi hình thành chiếc lưới pháp tác cùng chân áp đối phương thì mở miệng nói, đã thế thì vì sao các ngươi lại tới hồn đảo chúng ta để thu thập thạch hạo tiểu hữu chứ? Còn hứa sẽ đổi lấy vô số chỗ tốt, chỉ vì tiểu đạo hữu từ chối mà các ngươi liền trở mặt hay sao? lão vạch thẳng mặt chẳng hề nể nang mặt mũi cho bộ tộc ngân huyết ma thụ gì cả. Đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều đã hiểu, tranh giành thạch hạo cũng chỉ muốn hóa giải nguyền rùa mà thôi. Mà trong số đó có vài người không cách nào hóa giải thù hận với thạch hạo được nên mới muốn giết chết. Răng rác, pháp tắc thiên thần va chạm, hư không nơi đó uốn éo. Hai vị đạo hữu hãy bớt giận nghe nói người của ngoại giới đang tấn công giới bích tiên cổ ta để tiến vào hiện giờ chúng ta không nên đấu đá nội bộ làm gì có người khuyên bảo đúng lúc này thì thiên địa run rẩy tựa như là đang xác thực lại lời nói của người vừa rồi ầm 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 vết sách hư không to lớn lan tràn khắp tiểu thế giới kia rung lắc đầy dữ dội hào quang thần bí phát sinh pháp tắc đang không ngừng đan sen nó không còn chắc chắn nữa rồi tựa như sẽ đổ sụp Rõ ràng có rất nhiều cường giả ở ngoại giới đang công kích hỏng xé toang vết rách để xuyên qua giới bích tiến vào nơi này. Việc này làm cho nhiều người lo lắng, phàm là dân bản địa thì đều hoảng sợ, trăm ngàn đời này, vô tận năm tháng trôi qua cũng không hề có cường giả cấp giáo chủ tiến vào. Chẳng lẽ muốn phá tan sự yên tĩnh nơi này? Tất cả mọi người đều bất an, đây là lần mờ cuối cùng của tiên cổ, không ai biết sẽ kết thúc như thế nào, sẽ xảy ra chuyện ra sao. Ẩm um khe lớn ấy lần nữa rung lắc vì gặp phải va chạm quá kịch liệt việc này khiến di dân tiên cổ biến sắc mặt còn những thiên tài đến từ ba ngàn châu lộ nét mừng rõ sư môn bọn họ sẽ xông vào đây sao ai nấy đều phấn khởi bởi vì võ đài kia quá khó khăn với bọn họ nên không cách nào tranh được nếu như thiên thần trong tộc tiến vào giáo chủ giá lâm thì đủ đè ép tất cả mọi ngăn cản gì mà hoang gì là cô kiếm vân, đều chẳng đáng để nhắc tới, dù là đám có tiên tư cao hơn nữa cũng sẽ bị bọn họ giết sạch, không thể nào ngăn cản được giáo chủ. Ồ, cô kiếm vân lên đài rồi kìa. Đúng lúc này thì mọi người hét lên đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, cô kiếm vân cũng cảm thấy gấp gáp. Người của ngoại giới nếu đi vào và quyết đấu thì chính là tranh đấu giữa giáo chủ với giáo chủ, hắn dù có kinh diễm thế nào đi nữa cũng chẳng hề có yêu thế gì. Ai dám chiến một trận với ta? Hắn bình tĩnh hỏi, lưng vác thần kiếm quét nhìn tất cả mọi người. Trong nhất thời nơi đây yên tĩnh như tờ, không ai dám lên tiếng. Bởi vì, hắn chẳng hề tổn hại gì cả, đang ở trạng thái đỉnh cao thì ai dám chạm chán. Ngoại trừ hoang gia thì hắn là người duy nhất đã độ kiếp thành công, cũng là quái thai cổ đại còn sống sót. Thì thoảng hắn như có uy thế vô địch vậy, ban đầu ai nấy cũng sợ hãi không ai lên chiến đấu, thời gian trôi qua thì võ đài đã nhận định hắn đã thắng 50 trận. Việc này làm mọi người nhíu mày. Chẳng chút cam lòng gì thế nhưng cũng không ai dám ý kiến. Đây là di chứng mà sau khi hoang phát uy lưu lại đó. Có người than thở, trước đây không lâu, mặc dù hoang trọng thương sắp chết thế nhưng vẫn thắng tới 800 trận, không ai là đối thủ của hắn. Mà cô Kiếm Vân cũng là người vượt qua thiên kiếp cộng với tinh lực rồi giao hoàn hảo chẳng chút thương tích nào nên khiến người khác kiêng kỵ. Trong mắt mọi người, hiện giờ hắn còn kinh khủng hơn cả hoang khi nãy. Cứ thế, hắn đứng yên nơi đó, chiến tích đã tăng lên tới 99 trận, không chiến mà thắng. Khi tới trận thứ 100 thì rốt cuộc cũng có cường giả xuất hiện, nói, cô kiếm vân, ta lại gặp nhau rồi. Một đám mây đen vọt tới mang theo khí tức ngột ngạt đầy trời. Một người trẻ tuổi với mái tóc xám rối tung hạ ẩm xuống dưới võ đài là ngươi vẫn còn sống. Cô kiếm vân giật này mình. Chính xác năm đó ngươi may mắn thắng ta một chiêu nhưng tấm thân tàn này vẫn không chết và vẫn còn sống, chúng ta nên chấm dứt ở đời này đi. Thanh niên này quát lớn, sắc mặt của hắn tái nhợt. Tóc xám buông xõa tây eo, âm vụ bao trùm toàn thân. Không cần nhiều lời thì ai cũng biết người này chắc chắn rất đáng sợ, năm đó lại có thể liều mạng với cô kiếm vân và cũng chỉ thua có một chiêu. Đây là một vị quái thai cổ đại đời trước ta có thể đánh bại ngươi thì đời này cũng có thể chém ngươi cô kiếm vân bình tĩnh nói thế bớt nói nhảm đi cứ phân cao thấp rõ ràng trận tranh đấu liều mạng bắt đầu người đến chiến huyết dịch thiêu đốt cả người tỏa ra khí tức kinh khủng tới lạ thường tựa như là một con sư tử đang vô tới vậy xoẹt sau mười mấy chiêu thì người này bị cô kiếm vân dùng nhất chỉ chém giết máu tươi tung tóe thân thể đứt lìa nhắm mắt đi quá dễ Sao người không thử suy nghĩ xem, cô kiếm vân đã tu ra tiên khí, đối thủ ngày xưa thì làm sao có thể đấu lại chứ? Mọi người thở dài, cảm thấy tiếc cho tên kia. Cô kiếm vân không hề thả lỏng cảnh giác và vẫn ra tay như trước, hắn dùng một luồng đạo hỏa đốt cháy thi thể và huyết dịch của tên kia. Người không giết chết được ta đâu. Việc làm người khác kinh sợ chính là một chùm huyết dịch lao ra rồi hóa thành hàng ngàn hàng vạn giọt nhỏ né sang một bên rồi ngưng tự thành hình người cách đó không xa năm đó ngươi đã tránh được một kiếp chính là nhờ vào phương pháp này à vô lượng huyết kinh cô kiếm vân nói hắn rút thanh thần kiếm sau lưng rồi chỉ về bóng người đỏ ngòm ca chính xác chỉ cần còn sót lại dù là một giọt thì ta sẽ bất diệt ngươi nạp mạng đi bóng người đỏ ngòm kia hét lớn không hề dùng thân thể mà chỉ dùng thần máu công kích việc này làm người khác khiếp sợ Trời ơi, lại là vô lượng huyết kinh, loại ma công này là loại tàn nhẫn nhất, khó luyện thành nhất. Không phải đã thất truyền hay sao mà giờ lại hiện trên thế gian vậy? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Đây là bí pháp cổ lão tuy rằng không sánh được với đại phần thiên công. Cửu tiên thập địa kinh thế nhưng lại thắng ở một chữ quỷ, khó có thể giết chết được người tu luyện môn này. Thần kiếm trong tay của cô kiếm vân không ngừng vung chém đánh tan huyết nhân kia thế nhưng cũng không cách nào giết chết được tuy rằng cũng đốt một phần máu huyết thế nhưng cũng không cách nào đốt một lần sạch được hỏng rồi lại có người giết không hề chết làm sao thắng hắn đây người của kiếm cốc lo lắng địch thủ như vầy quá đáng sợ sở hữu thân thể bất tử không phải lo cô kiếm vân sư huynh chắc chắn sẽ tìm ra được kẻ hở thế gian này cơ bản không có thân thể bất tử phỏng chừng trong huyết thân này còn có một vài giọt tinh huyết bản nguyên nên mới có thể giúp hắn phục sinh một vài lần nếu như diệt sạch mấy giọt máu này thì chắc chắn hắn phải chết có người nói ta luyện cả thân lớn một chiêu kiếm vung ra chàng vực hình thành bao phủ người đó ầm toàn bộ người máu này bị xuyên thủng và bốc cháy trong khe hở của võ đài lần nữa ngưng tụ thành người máu và tiếp tục đại chiến với hắn một giọt máu lại có thể diễn hóa thành một bộ pháp thân mọi người giật mình loại ma công này sau khi tu thành thì không hề chạm tới lĩnh vực tiên đảo cũng không phải giết không bao giờ chết mà chỉ là thêm được chín mạng mà thôi. Có người hiểu rõ bí ẩn, trận chiến này rất kịch liệt thế nhưng cô kiếm vân thắng rất dễ dàng. Áp đảo tới 9 lần thì rốt cuộc huyết quang mất hết, người kia hoàn toàn bỏ mạng. Tu ra tiên khí và lại còn vượt qua cả thiên kiếp, dù ngươi có 100 cái mạng cũng không đủ để giết. Hắn bình thản nói, câu này vừa ra, nơi đây yên lặng. Tiếp đó, hắn bắt đầu thủ đài, liên tiếp mấy chục trận mà vẫn là không chiến mà thắng. Khi tới trận thứ 200 thì bất ngờ lại xảy ra, có người lên đài và dùng một pháp khí, lúc đầu mọi người còn chưa phát hiện ra là thứ gì thế nhưng sau đó nó lại bùng phát ra khí thế kinh khủng. Thần quang sáng rực kích cho cô kiếm vân phun máu xối xả. Pháp khí thiên thần, mọi người khiếp sợ, thiên tài của ngoại giới cơ bản không cách nào mang vật này vào trong này được mà binh khí của dân bản địa thì lại không thể xuất hiện ở trên võ đài cô kiếm vân bị thương ánh mắt sáng rực nói mặc kệ ngươi làm cách nào chiếm được thế nhưng bản thân không phải là thiên thần thì cũng chỉ có chết hắn hét lớn một tiếng thần kiếm trong tay phát sáng cả người hợp nhất cùng kiếm rồi vây chặt chiến đấu với tên cường giả kia đồng thời né tránh luồng ánh đầy mạnh bạo do pháp khí thiên thần tản ra cuối cùng, hắn một chiến chém lìa đầu kẻ đó, thế nhưng pháp khí tiên thần lại bay vút lên trời, không cách nào ngăn cản được. Cô kiếm vân tiếp tục thủ đài. Thế nhưng đột nhiên nhìn thấy một người thì con người chợt co rút lại, hoàn toàn dừng lại mọi dự định của mình, có nhân vật tiệt thế xuất hiện mà bản thân mình lại đang bị thương. Hắn phải đi dưỡng thương, nếu không sẽ gặp nguy ngay. Cô kiếm vân bước xuống võ đài rồi biến mất sau đó nơi xa có người đi tới bạch y tung bay siêu phàm thoát tục ngươi này đẹp trai vô cùng làm cho rất nhiều thiếu nữ mộng ước chính là ninh xuyên tóc bạc ngang eo dáng người cao giáo dù là giày cũng có màu bạc chân đạp trên phù văn đại đạo bước tới ờm nơi đây sục sôi ninh xuyên vẫn còn sống đây là chuyện đủ để khuấy đảo trời đất hắn độ kiếp thành công vẫn chưa hề chết hắn bước lên võ đài ánh mắt trong trèo quét nhìn tất cả mọi người chứ chẳng hề nói lời nào nhất thời quần hùng không ai dám lên đài thạch hạo ngồi xếp bằng lúc này hào quang màu vàng không ngừng lan dần xuống dưới và cũng đã tới hai chân hắn tựa như được đúc từ hoàng kim dị tượng siêu phàm trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ rồi chợt mở mắt nhìn ninh xuyên đang trên võ đài kia đồng thời thần giác của thạch hạo cũng vô cùng nhạy cảm hắn nhìn về nơi xa thì thấy chiếc tiên của hung xào cũng đang đi tới hắn không có chết tiếp đó, hắn lại phát ai là đệ nhất cường giả cũng nên công bố cho rồi. Thạch Hạo nói, nhân vật đỉnh cao tập hợp, đương nhiên phải diễn ra một hồi đại đối quyết kinh thiên. Ninh Xuyên lên đài, không ai dám lên, trong nhất thời nơi đây yên lặng chẳng có chút tiếng động nào. Vừa rồi lúc cô kiếm vân lên đài thì chỉ ít cũng có mấy người ra tay. Đặc biệt vào phút cuối hắn còn bị pháp khí thiên thần gây thương tích hiện giờ áo trắng ninh xuyên vừa tới lại khiến người khác nghẹt thở không một ai dám đi khiêu chiến chỉ một nháy mắt mà đã qua hai trăm trận hắn vẫn bình tĩnh đứng đó không một ai dám lên trước nay chưa từng xảy ra xưa nay rất hiếm thấy ầm um, ồ oh, có người độ kiếp mọi người kinh ngạc vào lúc này lại có người chọn cách độ kiếp thật khiến người khác kinh ngạc là trường cung diễn tứ quan vương độ kiếp rồi quả nhiên là tiệt diễm kinh tài không biết có vượt được ải này không sau khi tin tức truyền tới thì mọi người giật mình. Cùng lúc đó cũng có tin khác truyền tới, ở một tiểu thiên thế giới khác cũng có người đang độ kiếp, có người nghe thấy lôi âm kinh thế. Lại có một vài cường giả muốn chết rồi. Có người thở dài, đây là sự thật, lôi kiếp há lại dễ độ như thế, xúc tác kiên lôi một cách tùy tiện thì tất thành cho tàn. Nhưng, phàm những ai dám làm thế thì đều là những vương giả mạnh mẽ nhất, là những quái thai cổ đại. Người như vậy mà bỏ mạng thì một tổn thất đầy đáng tiếc cho nên mới khiến người người thở dài. Không có đạo hữu nào lên đài à, trên võ dài, Ninh Xuyên nhẹ nhàng nói. Chẳng hề bị lôi âm lay truyền, mà lúc này hắn lại nhìn về phía Thạch Hạo giữa hai người nhất định phải có một trận chiến. Nhưng, lúc này là thời khắc quan trọng của Thạch Hạo. Thân thể màu vàng phát sáng đã lan dần tới hai gối, toàn bộ thân thể gần như hóa thành vàng óng cả thần sắc của Thạch Hạo bình tĩnh liếc nhìn hắn và cũng không hề đình chỉ, nếu có một trận chiến thì phải chờ lúc hắn khôi phục hoàn toàn đã. Để ta chiến với ngươi một trận, trận thứ 201, một người bay lên võ đài, tay cầm một thanh cốt đao chém về phía Ninh Xuyên, đây là một tên sinh linh đã đạt tới chân thần đại viên mãn. Quả thật rất mạnh mẽ. Thế nhưng, Ninh Xuyên chỉ là ấn tay một cái thì một luồng ánh sáng bay ra đánh nát thanh cốt đao này hư không tản ra ánh sáng sáng rực tựa như pháo hoa. Những mảnh xương bay tứ tung đồng thời bốc cháy rừng rực một đòn này của Ninh Xuyên khiến người khác sợ hãi. Nhưng, vào lúc này lại xảy ra kinh biến. Thành cốt đao kia tuy phá nát nhưng sinh linh kia vẫn bổ về phía trước chứ chẳng hề ngừng tay, hơn nữa hư không lại nổ tung cả lên. Cái gì oai phong của thiên thần? Mọi người biến sắc, biến hóa này quá kỳ lạ. Chỉ còn sót lại mỗi cán đao thế nhưng uy thế lại tăng mạnh vô ảnh đao có người kinh sợ nói đây là một bí bảo là pháp khí thiên thần đầy đáng sợ loại đao này không cách nào thấy được thân đao nó có thể ẩn trong hư không là một ma binh dùng cho ám sát khó lòng phòng bị được người này làm sao lại có pháp khí thiên thần tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt pháp khí thiên thần không cách nào mang vào tiên cổ được mà binh khí của dân bản địa cũng không cách nào lại gần võ đài hẳn là đã đặt được từ nơi nào đó chuyện gì đã xảy ra trước đây cô kiếm vân cũng đã gặp phải một lần lúc này lại xuất hiện thêm một thanh pháp khí thiên thần nên khiến mọi người ngạc nhiên và khó hiểu hư không nổ vang thành vô ảnh đao kia quá mức sắc bén hư không nát tan pháp tắc thiên thần đan dệt thần lực kinh khủng bao phủ dù là ninh xuyên cũng phải biến sắc vội vàng ránh né hắn sớm biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ở một phương khác nhưng mà cường giả này lại xoay chuyển pháp khí thiên thần rồi chém về hư không, quét ngang cả tòa võ đài khiến nơi đây trở nên đầy đáng sợ. Nhất nguyên hóa hư không, Ninh Xuyên gào lớn, hắn dù không phải là thiên thần thế nhưng cũng thủ thế đón địch triển khai một loạt đại thần thông. Bản thân hóa thành một luồng sáng di chuyển khắp nơi đồng nung cháy cả hư không. Sinh linh này tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng khi khống chế pháp khí thiên thần này cũng tốn không ít lực dù có thể bức ninh xuyên phải tránh lui thế nhưng kẻ này biết tình cảnh càng ngày càng không ổn chút nào bụp cuối cùng người này phun ra đầy máu pháp lực không cách nào gắng gượng nổi nữa không thể khống chế được pháp khí thiên thần nên đã bị thương nặng khi hắn bị hao tổn nguyên khí thì ninh xuyên tựa như thiên ngoại phi tiên một chỉ điểm tới bụp mi tâm của người này bị xuyên thủng thành vô ảnh đao kia lần nữa bay mất chẳng thấy đâu mọi người ồ lên là kinh ngạc với sự mạnh mẽ của ninh xuyên và cũng kinh hãi vì món pháp khí thiên thần xuất hiện lần thứ hai này có thiên tài của ba ngàn châu liên thủ với dân bản địa có người nhỏ giọng nói thế chính xác chắc hẳn là thế rồi rất nhiều có người nói ra phán đoán của mình thế nhưng trên võ đài lại là người từ bên ngoài tới chứ không phải là dân bản địa về phần binh khí thì mọi người suy đoán rằng đây là do dân bản địa phụ trách việc luyện phôi thôi còn tế luyện thành pháp khí thiên thần thì giao cho người bên ngoài hoàn thành đây cũng không phải không có khả năng một pháp khí thiên thần tuy là báu vật khó có thể tế luyện thế nhưng nếu như có thể chuẩn bị kỹ càng rồi đưa cho người bên ngoài thuận thế luyện hóa thì vẫn có thể sẽ thành công thậm chí không phải là dân bản địa khả năng có một vài đại giáo cố ý làm thế đừng quên là một vài đại giáo cố ý để một vài đệ tử của mình ở lại tiên cổ phát triển thành dân bản địa khác mưu đồ rất là lớn Đúng, càng nghĩ thì mọi người càng thấy đáng sợ hơn. Nên biết đế côn của tiên điện cũng chỉ là một con cờ được đặt ở trong tiên cổ này và hắn đã tu tới thiên thần cảnh. Chỉ là bị lôi kiếp của thạch hạo sớm giết chết mà thôi. Có thể tưởng tượng được các đại giáo khác chắc chắn cũng có lưu lại nhân kiệt từ cổ đại để làm nội ứng cho mình. Quả nhiên, trong những trận chiến tiếp theo thì cũng có mấy người sở hữu pháp khí thiên thần xuất thủ, đồng thời mọi người cũng nhìn ra được bọn họ không hề đứng cùng một trận doanh hỏng rồi, hỏng bét rồi, một vài cổ giáo sớm bố trí, hoặc là liên thủ với dân bản địa, hoặc là tự mình lập nên căn cơ, như vậy chúng ta sao chống lại được. Ẩm, um, trận thứ 387 vô cùng kinh khủng, lại là một vị quái thai cổ đại tay cầm pháp khí thiên thần, ngoại trừ Ninh Xuyên, hoang gia thì người khác chắc chắn đã bị giết chết rồi trận chiến này, Ninh Xuyên đã bị áp chế một phen công phu, đối phương không chỉ có pháp khí thiên thần mà còn nắm giữ một loại nguyền rùa nào đó khiến hắn thiếu chút nữa đã gặp nạn. Ẩm, sau lưng hắn hiện lên một tấm thiên đồ quấn lấy người kia tiếp đó luyện hóa thành một đống xương trắng. Một vị quái thai cổ đại đã ra đi. Mọi người khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy thương tiếc thay hắn, đã từng ngạo thị một đời, vô địch thiên hạ thế nhưng giờ lại gặp phải người mạnh hơn mình nên phải chết như vậy. Hơn nữa, vị từng là vương giả này dù có sở hữu pháp khí thiên thần thì cũng không cách nào địch lại Ninh Xuyên. Ninh Xuyên thắng tới trận thứ 400 thì dừng lại chứ không còn ra tay nữa, bởi vì liên tiếp chiến đấu với những người có bí bảo chí cường nên tinh lực đã bắt đầu cạn kiệt. Đặc biệt là, người cuối cùng vừa rồi dù sao cũng từng là vương của cổ đại nên đã khiến hắn tiêu tốn một phần khí lực. Nếu như không có cường địch thì cũng chẳng nói làm gì, hắn có thể tiếp tục thủ đài nhưng ninh xuyên lại nhìn thấy hoang đang từ từ khôi phục cũng thấy được trích tiên thập quan vương ở nơi xa hắn không dám bất cẩn nên từ từ rời khỏi sân đấu để bản thân luôn luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao nhất dù cho yếu đi một chút cũng không được cho nên mới không tiếp tục nữa một lát sau một người khác đi lên thân thể mơ hồ bởi vì được một ít khí hỗn độn quấn quanh người này là ai nhiều người không hề nhận ra hắn là thập quan vương có người nhỏ giọng nói tựa như sợ đụng chạm vào cấm kỵ nào đó cái gì lúc này tất cả mọi người đều khiếp sợ đây chính là thập quan vương được xưng là kỳ tích bất bại ư ngang dọc tiên cổ từ xưa tới nay vẫn luôn luôn vô địch đừng nói là bọn họ dù là dân bản địa cũng trở nên nhốn nháo nhiều người trợn tròn mắt quan sát thật kỹ người phía trước ở thời đại mà hắn xuất hiện chính là khí thôn sơn hà không ai có thể cản nổi Bên trong dân bản địa cũng từng có người muốn giết hắn, thế nhưng mỗi đời qua đi mà hắn vẫn bình yên vô sự, né tránh được những thiên thần từng có thù với mình. Sư tôn của lão hũ năm đó từng muốn đối phó với hắn, thế nhưng lại bị hắn giết. Có cao thủ tiền bối thuộc dân bản địa nói, bất kể là ba ngàn châu hay là ở khu cổ địa này. Thập quan vương đều là một thần thoại vô địch là một truyền kỳ. Sau khi hắn tới thì chẳng hề có ai dám tranh đấu nhưng tới lúc cuối thì vẫn có sinh linh cầm pháp khí thiên thần xuất thủ. Thế nhưng thập quan vương cũng chẳng hề sợ hãi, khí hỗn độn quét ra rồi tiêu diệt tên này. Đây chỉ là tiểu đạo, hắn chỉ nói vài chữ như thế. Bên dưới có người thở dài thầm tán thành, một đứa bé cầm một lưỡi dao sắt trong tay thì cũng khó lòng đánh trả người trưởng thành được thập quan vương có tư cách nói thể bởi vì hắn đủ mạnh mẽ. Việc này làm cho những người xung quanh âm thầm nhíu mày, đã chuẩn bị nhiều năm như vậy mà chẳng hề có chút tác dụng nào, cơ bản không thể làm gì được ninh xuyên, thập quan vương. Tiếng sáo từ xa truyền tới, một người chân đạp hư không, tà áo tung bay cứ như là một vị trích tiên, hắn vô cùng kỳ ảo, không dính chút khói bụi trần gian nào. Trích tiên đã tới, chính là một chàng trai thần bí đến từ hung sao. Hắn tay cầm một thanh cốt địch sao trắng tinh khiết đứng đối diện với thập quan vương. Sao, cây sáo được làm từ xương? Đạo huynh, xin mời." Trích Tiên nở nụ cười khả ái rồi ra hiệu với Thập Quan Vương, mời hắn ra tay. ầm nơi đây sôi trào, hai đại cao thủ tiệt thế muốn tranh đấu nên đã làm mọi người vô cùng phấn khỏi. Lần đầu tiên khi ta tiến vào tiên cổ thì cũng từng gặp qua ngươi." Thập Quan Vương nhìn hắn rồi nói thế. "Đúng vậy, năm đó ngươi và ta cùng đi vào tiên cổ này, cùng nhau bước ba ngàn con đường đá và mỉm cười chào hỏi nhau." trích tiên cười nói lời này vừa ra làm rất nhiều người kinh ngạc người này này chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi hai người lại là người cùng một đời cùng nhau tiến vào tiên cổ là thập quan vương là đời thứ nhất hay là trích tiên mới là đời đầu tiên hay là thứ hai thứ ba việc này không một ai đoán ra được trích tiên mỉm cười nói mười đời trước đạo huynh đã ngạo thị tiên cổ được xương là vương của mười đời chưa từng ai đạt được vinh quang và cao quý vô cùng người chính là người đầu tiên khiến ta bội phục cả mười đời chẳng hề tỏa sáng quả đúng với danh xưng vua không ngai vàng thập quan vương than nhẹ mọi người nghe được cuộc trò chuyện của hai người thì cảm thấy choáng váng nội tâm nổi sóng chập hùng vậy thì ở đời cuối này chúng ta hãy kết thúc toàn bộ đi trích tiên vẫn ôn hòa nói được thập quan vương chỉ nói một chữ rồi bắt đầu ra tay vù võ đài như dung lắc đây là chuyện xưa nay chưa từng có cũng là do hai người này giao thủ gây nên bảo thuật thập hung rất nhiều người hét lớn đầy sợ hãi hai người này quá mức siêu phàm vừa đấu đã vận dụng đại thần thông vang dội cổ kim thập quan vương đấm ra một quyền chân long rít gào rõ ràng là long quyền là bảo thuật chân long vô địch đây không phải là tán thủ mà là thần thông cái thế hoàn chỉnh không thiếu sót gì cả Tay áo của trích tiên pháp phới tựa như đang bay múa tựa như tiên nhân chuyển thế xung quanh hắn sạc sỡ thải quang đây chính là đại thần thông của bộ tộc thiên phượng. Trần Long quyết đấu thiên phượng. Tất cả mọi người đề há hốc miệng chỉ là mới bắt đầu là đòn thứ nhất mà đôi bên đã thi chuyển bí pháp tuyệt thế như vậy rồi vậy tại sao không khiến người khác chấn động được chứ. Tạo hóa của hai người cũng quá to lớn hai môn bảo thật này không phải là số một số hai ở cả vạn cổ nhưng cũng gần như là vậy rồi sau đó mọi người càng chấn kinh hơn bởi vì hai bên đang nhanh chóng biến hóa bí pháp lần nữa sử dụng những bảo thuật của thập hung trời ơi bọn họ còn nắm giữ bảo thuật cái thế nào nữa chứ trên võ đài là muôn vàn pháp tắc vạn tia dáng lành xé tan bầu trời đánh nát mây xanh dù là võ đài cũng phải rung lắc mà từ xưa tới giờ chưa hề diễn ra lần nào trước kia lúc tu sĩ chiến đấu thì võ đài cũng yên lặng chẳng hề có động tĩnh nào chỉ trong nháy mắt thì hai bên đã giao thủ hơn trăm hiệp trong lúc này mỗi bên đều vận dụng tới ba bốn loại bảo thuật vô địch. Đều nằm trong thập hung cả. Nghịch thiên à việc này khiến mọi người khô miệng đắng lưới kinh ngạc khó nói thành lời. Quả đúng là long tranh hổ đấu mà. Thạch hạo thầm nói, hắn mở to hai mắt. Ánh vàng đã lan xuống tới bàn chân, hắn đã thành công, hoàn thành việc lột xác. Đời sau tội huyết có dám chiến một trận không? Ninh xuyên mở miệng đây chính là lần đầu tiên hắn khiêu chiến khi tới nơi này. Có gì mà không dám, người ta cùng lên. Thạch hạo chỉ tay về võ đài. Một lát sau hai người phóng lên trời cao. Tất cả đều lao lên trên không trung của võ đài cổ xưa đó. Toàn bộ mọi người đều ngây người, cũng làm thế được. Hai người không nói lời thừa thãi, vừa tới là đã chém giết. Đại đối quyết kinh thế, trên một võ đài lại chia làm hai chiến trường, tất cả đều vận dụng tới đại thần thông hiếm thấy trên khắp thế gian. Bọn họ chém giết tới mức Nhật Nguyệt Lu mờ, thiên địa biến sắc. Bốn đại cao thủ tranh đấu, trước nay chưa từng có, võ đài này lại cho phép hai nhóm trí tôn trẻ tuổi tranh bá. Bên dưới, mọi người run rẩy vì nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là sự kiện hiếm có trong thiên cổ, cuộc đại chiến vô địch là cuộc tranh đấu trí tôn đã bắt đầu. Trên võ đài, long tranh hổ đấu, bốn đại trí tôn chiến đấu quyết liệt. Gào, tiếng rồng gầm chấn động cả chín tầng trời, thập quan vương với thần quyền uy lực Cánh tay của hắn được một con chân long quấn quanh chấn cho vỡ nát không gian nơi đây. Lúc hắn vung tay thì tinh lực ngập trời khiến những đám mây nơi xa cũng bị đánh tan, nhìn từ xa thì tựa như là một chiếc lò tiên đạo cổ xưa đang giải phóng tinh khí. Trích Tiên dập dìu trong biển tinh lực của Thập Quan Vương, hắn không hề bị áp đảo, vẫn quyết chiến sống còn với địch thủ. Tất cả xem tới hoa cả mắt, đúng là một trận chiến gây bất ngờ cho mọi người một bên khác thạch hạo không ngừng đánh với ninh xuyên làm nên dị tượng kinh người giống như là hai bức tượng chiến thần đang liều mình đánh mây gió bay qua khắp cửu tiên thập địa ninh xuyên ngươi nạp mạng đi thạch hạo hét lớn vào lúc này cả người hắn trở thành vàng óng sau khi tu thành công pháp của liễu thần thì dường như đã trở thành một vị bất diệt kim thân hắn lao vọt nhanh xuống dưới hàng vạn luồng ánh sáng tỏa ra như là đuôi sao chổi cháy bừng lên làm cho không gian xung quanh đều nứt toát. hàng vạn luồng sáng này dài tới mấy chục dặm, tựa như là những ngôi sao lớn từ trong vũ trụ ập xuống. hàng vạn luồng ánh sáng chói mắt không thể nào nhìn thẳng vào nó được. vào lúc này hắn nắm chặt nắm đấm, tựa như là một vị thần vương vô địch dáng thế muốn đánh tan cả đất trời có thể thấy được nắm đấm màu vàng của hắn đang bốc cháy, tinh lực váng óng này lan tỏa ra xung quanh khiến võ đài cũng phải rung lắc. Nếu không phải võ đài này vững chắc không thể bị phá hủy. Đổi lại là một nơi nào đó thì sớm đã nổ tung từ lâu rồi. Bởi vì khi nắm đấm này phát sáng đã tỏa ra cả vạn tia dáng lành. Trong đó có một vài kim quang tí ti lạc hướng về dãy núi nơi phương xa khiến nơi ấy nổ tung có thể tưởng tượng ra được uy lực của quyền này kinh khủng tới mức nào nó có thể đánh nát một ngôi sao trên trời tất cả mọi người đều ngây dại một quyền này có mấy ai có thể đỡ nổi đời sau tội huyết nhận lấy cái chết ninh xuyên quát lên áo trắng phần phật tóc bạc phấp phới đầy hào hiệp ánh sáng thần thánh tỏa khắp tiếp đó kết ra một pháp ấn cường đại một giây sau ở bên cạnh hắn hiện lên chín vị cổ thần với dáng vẻ trang nghiêm khí tức ngập trời tựa như là chín vị tiên thần đồng loạt xuất hiện để chấn áp người phía trước kia. Dầm, đòn đánh này mạnh tới mức trời long lở đất, quỷ khóc thần gào, còn có cả sấm chớp đùng đùng, mưa máu giàn rủa. Cảnh tượng này làm cho mọi người đều dựng cả tóc gáy. Đây lại cuộc đại đối quyết kinh thế của hai người bởi vì đã vượt qua cực hạn của cảnh giới này. Siêu thoát bên trên cho nên đã tạo ra những cảnh tượng kinh dị giống như là trời khóc dưới lôi đài, tất cả mọi người đều thực sự sợ hãi, cuộc đại chiến giữa hai người này ở mức độ nào đây? Xung quanh hai người là hơn vạn khe hở không gian đang lan về bốn phương tám hướng, hai người dường như là chiến giả vô địch đều là khí thôn sơn hà. Giờ tay nhấc chân cũng có thể xé tan mảnh thiên địa này. Vết rách không gian đen ngòm ngập tràn cả vạn ánh quyền của hai người, cảnh tượng càng ngày càng đáng sợ. Mưa máu tung bay, ma thần gào thét đây không phải là máu đỏ thật sự mà đều do bụi nước ngưng tụ và tái hiện lại cảnh tượng đầy kinh khủng của các cường giả đã vượt qua cực cảnh ở ngày xưa đang liều mạng chém giết. Hai người quyết, chiến đã gợi nên cuộc hòa ca giữa trời đất, tái hiện lại dị tượng của cuộc tranh bá giữa những người mạnh mẽ nhất thời cổ đại. Thật không thể ngờ quá mạnh mẽ, trong màn mưa máu đó, trong ánh chớp ẩm ẩm ấy bên cạnh những vết rách không gian cực lớn kia, Ninh Xuyên với phong cách áo trắng tuyệt thế chẳng nhiễm chút bụi trần, không dính chút máu me, càng ngày càng siêu phàm thoát tục. Thế nhưng, mỗi một kích của hắn đều có thể rút lấy sức mạnh nhật nguyệt tràn đầy khí tức sao trời tựa như là những ngôi sao chết đang oanh tạc xuống dưới. Giẩm, chỉ một đòn tùy ý thì đã có thể xuyên thủng bầu trời, thần uy không cách nào tưởng tượng ra được mọi người đều tái xanh mặt mày, thứ sức mạnh này nếu như đánh lên trên người bọn họ thì sẽ ra sao? Dù cho có hàng trăm hàng ngàn chân thần tới thì cũng chẳng đáng để nhắc tới, sẽ bị giết sạch, không có chút khó khăn nào. Cũng chỉ có hoang mới có thể chống lại, mới có thể chiến đấu với hắn. Trước đây không lâu mọi người vẫn còn cho rằng hoang chuẩn bị chết nhưng hiện giờ lại mạnh mẽ như thiên long, sức sống dồi dào, tinh lực cuồn cuộn. Ôi trời, ta chịu không nổi nữa rồi dưới lô đài có người run rẩy bịch kẻ này ngãn nhào xuống mặt đất khó lòng chống lại uy thế như vậy ở giữa không trung ngay phía trước thạch hạo không hề có bất kỳ ai có thể chịu đựng được khí tức đầy đáng sợ của nắm đấm này đúng là tựa như đánh nát càn khôn vậy quyền ấn này không gì không xuyên thùng mạnh mẽ vô cùng hai người quyết đấu chỉ trong nháy mắt mà đã giao kích tới ngàn lần giống như những tia chớp va chạm với nhau mà mỗi lần va chạm lại phát ra thần quang chói mắt chiếu hết cả một vùng trời. Đây là cuộc chiến thần nhân ngút trời, dù là chúng thần cũng buồn giàu, nội tâm ủ rũ, tranh lệch quá lớn. Người như vậy, từ trước tới nay có mấy ai? Đều là những người tài giỏi, tiện tay một đòn là có thể giết chết những kiệt xuất đồng đại, địch thủ của bọn họ không phải tồn tại ở một đời, mà cần phải tìm kiếm khắp từ xa xưa cho đến ngày nay. Tìm kiếm trong dòng sông thời gian cũng chính là như thế các trí tôn trẻ tuổi ở những thời đại khác nhau đều phong ấn tới đời này hòng mưu đoạt tạo hóa cũng như gặp mặt tìm kiếm đối thủ. Nếu không, mỗi người đều sẽ trở thành những nhà vô địch trong cô tịch cầu một trận bại cũng đầy khó khăn. Ninh Xuyên, không phải ngươi luôn miệng nói rằng muốn chân áp ta sao? Ngon thì tới đây đi, thạch hạo hét lớn đánh mạnh tới trước, nhất nguyên luyện hư không? Ninh Xuyên khẽ quát há miệng một luồng khí hỗn độn để tế luyện hư không? lập tức cả vùng thế giới này trở nên mơ hồ rồi dần xuất hiện ra một viên kim đan tiếp đó nơi chán của hắn phát sáng long văn dày đặc đây chính là đại thần công trời sinh của hắn chuyện kể rằng hắn có khả năng là một nhân vật cấm kỵ vô thượng nào đó chuyển sinh từng dùng máu rồng để nuôi dưỡng mẫu thai nên đã lưu lại vết tích rồi hóa thành long văn đương nhiên đây cũng chỉ là lời đồn không có ai chứng thực chuyện hắn là người chuyển sinh um thạch hạo điên cuồng bên ngoài cơ thể hiện lên hàng vạn luồng ánh chớp hắn đang triển khai bí thuật lôi đế từng ngôi hóa do sấm sấm hóa thành xuất hiện dày đặc trong hư không từ xa nhìn lại tựa như là một chòm sao cổ xưa được kéo tới để trấn áp vùng hư không này nổ thạch hạo hét lớn một tiếng toàn bộ những ngôi sao do tia chớp hóa thành đều nổ tung chòm sao cổ này xuyên thùng cả trời đất đánh nát bấy không gian hắn dùng phương pháp này để phá giải cấm chế bên ngoài thân thể thì hiện lên màu vàng óng cứ như là kim thân bất diệt hắn giơ nắm đấm kéo theo hàng vạn tia điện đánh về phía ninh xuyên ầm hai trưởng giao nhau lập tức bùng phát ra thần quang sáng trói bốn phía đều bị thần mang bao trùm võ đài dung lắc dữ dội ở nơi phương xa đông đảo tu sĩ không ai là không hãi hùng khiếp vía thứ sức mạnh này nếu mà lan tới gần thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người hóa thành thịt nát chết ngay tức khác hai người quyền đối quyền quyền sau mạnh hơn quyền trước tựa như muốn đánh nát chiếc lò bằng trời này để nhìn thấy trường sinh chiến đấu ở cấp bậc này thì dù là thiên cổ cũng hiếm thấy tòng trận chiến liều chết này không ngừng bắn ra những màn hào quang tựa như là phi tiên mưa ánh sáng chiếu khắp nơi thạch hạo thở dài đối thủ này quả thật rất là khó kiếm mạnh mẽ tới mức quá đáng nếu không phải hắn đã tu luyện tới một bước này thì chắc chắn sẽ gặp nguy ngay nên biết từ khi hắn xuất thế tới giờ thì đây chính là lần đầu tiên gặp đối thủ chính là tên ninh xuyên này ngày đó hắn đã chém bay bộ linh thân kia cũng không phải do ninh xuyên không đủ mạnh mà là do thạch hạo và thạch nghị cùng nhau xuất thủ nên sự đáng sợ lúc ấy tới nghịch thiên trận bại đó cũng không thể chứng minh được vấn đề rằng ninh xuyên yếu kém trái lại hắn lại thể hiện ra vẻ tuyệt đại của mình lấy một địch ba Lúc này, chân thân của hắn đã xuất hiện, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều kết hợp với trời đất, sở hữu uy năng to lớn, tựa như có thể trấn áp hết thảy, không ai ngang hàng. Thạch Hạo đương nhiên phải bội phục người này không thẹn là nhân kiệt thiên cổ, là cường giả tuyệt đại. Trên thực tế, Ninh Xuyên còn kinh ngạc hơn cả hắn, trong lòng chập trùng sóng lớn. Không thể nào bình tĩnh được nên biết hắn chính là lục quan vương, tích góp tới sáu đời, vô địch thiên hạ là chuyên đương nhiên, thế nhưng người trước mắt lại là quật khởi chỉ trong một đời. Ninh Xuyên tự đánh giá, mấy đời của hắn đều diễn biến tới cực điểm, suy diễn con đường của bản thân tới mức rõ ràng thấu triệt, không hề có chút vướng mắc nào, cho nên mới có thể quét ngang tiên cổ. Vô địch thế gian, mà người trước mắt này thế nhưng lại tỏa sáng ngay bên trong thời loạn lạc, không hề có chút tích lũy nào của các đời trước, chỉ dựa vào đúng một đời cho nên lúc này hắn không khỏi bội phục gào thời khắc này đột nhiên thập quan vương với đầu tóc rồi bởi hét lớn làm chấn động cả trời cao người này tinh lực tràn ngập bao phủ cả đất trời không cần nói tới trên võ đài dù là người đứng bên dưới với khoảng cách đủ xa cũng cảm thấy khó chịu rất nhiều chân thần phun máu phè phè bay ngược ra sau mà có một vài tu sĩ thần hòa cảnh lại nứt các thân thể gần như nổ tung loại thần uy chấn thế này, đừng nói là thiên tài của ba ngàn châu mà ngay chính những cường giả tiền bối của dân bản địa cũng phải biến sắc. Võ đài này, chỉ có người mạnh mẽ nhất mới có thể đứng thẳng, trước hãy đỡ một đấm này của ta đã, xem thử ngươi có đủ tư cách để đứng ở đây hay không. Thập quan vương hét lớn, hắn tạm thời bỏ qua trích tiên. dáng vẻ long hành hổ bộ tựa như một vị thiên đế chuyển sinh giết thẳng tới gần Thạch Hạo và Ninh Xuyên. Tiếng ầm ầm vang dội, núi cùng biển vỡ tan thập quan vương xuất quyền, đòn thứ nhất công kích về phía thạch hạo, đây là long quyền có một không hai, một con chân long đang quấn chặt trên cánh tay của hắn. Còn bản thân hắn thì khí thôn vạn dặm đánh thẳng tới. Quyền này vừa ra đã khiến trời đất lật úp, ngoài tiếng rồng ngâm khắp cửu thiên thì cũng chẳng còn thấy cảnh gì nữa. Ta cũng muốn xem thử ngươi có đủ tư cách đứng trên đài này hay không. Thạch hạo hét lớn một tiếng, bật nhảy lên cao, tựa như côn bằng vung cách giữa trời. Quả đấm của hắn phát sáng rồi biến thành màu vàng óng, đôi khi có một vài chấm đen lưu chuyển, đây chính là côn bằng quyền. Côn bằng quyết đấu chân long, và chạm giữa bảo thuật thập hung bùng phát, đây là lần giao thủ đầu tiên giữa thập quan vương và hoang. Trong nháy mắt trời cùng trăng mờ mịt trời đất biến sắc tiếng oa oa điếc tai tựa như là một đoàn ma quỷ gào khóc các thần rơi lệ tia chớp đỏ ngòm đan dệt vô tận sấm chớp lan tỏa còn có cả hình bóng thần ma không cách nào đếm được số lượng hiện lên và không ngừng chết đi đây là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đáng sợ vô cùng một con côn bằng rời biển một con chân long xuất núi lông bằng nhuốm máu chân long gầm dài với vảy da vỡ nát đòn đánh này tạo nên kỳ cảnh đầy đáng sợ khiến ai nấy cũng khiếp sợ rất nhiều cường giả lạnh lẽo cả chân tay thủ đoạn và uy năng mạnh tới mức nào đây ba luồng tiên khí còn người của Thạch Hạo co rút lại, hắn nhìn thấy ba luồng tiên khí đang quấn quanh trên nắm đấm của thập quan vương, thứ này cũng giống như của hắn, vô cùng tuyệt thế. Đòn đánh này, tinh lực cuộn trào, thần lực chấn nhiếp thế gian. Hai người tách từ từ tách khỏi nhau. Thập quan vương lộ ra ánh mắt khác thường, đời này lại làm cho hắn thêm mong chờ, lại thêm một tên địch thủ nữa xuất hiện. Ninh xuyên, người cũng nếm thử một đòn của ta đi. Thập quan vương quát lên phong cách vô địch là gì chính là đây vừa giao chiến một quyền với hoang thì giờ tiếp tục đánh thêm một quyền về phía ninh xuyên không hề e sợ gì cả mục đích vẫn là muốn ước lượng thực lực của người này cần biết trên võ đài gồm trích tiên hoang ninh xuyên tất cả đều là nhân vật tiệt thế đối đầu chỉ cần với một người thôi thì cũng đã là sự đen đủi rồi ấy vậy người này chẳng hề sợ hãi gì cả vù một tiếng hai bên tỏa ra mây khói ánh lửa đốt trời phép tắc đan dệt cốt văn bay lượn thanh thế to lớn vô cùng không gian nơi đó tựa như là một bức tranh đang bị xé toạc thập quan vương thần dung vô địch dứt khoát thẳng thắn người cũng đỡ lại một đòn nè thạch hạo thấy thế thì bay vút lên trên trời nắm đấm to như chiếc lò lớn pháp lực cuồn cuộn tỏa ra ánh sáng thần thánh kinh khủng hắn cũng muốn ước lượng xem thập quan vương mạnh tới mức nào tuy rằng vừa đỡ một đòn lúc nãy thế nhưng cũng không cách nào đoán thực lực được cạn hay sâu được thập quan vương hét lớn sau lưng phát sáng ánh lành tỏa ra một chiếc đuôi rồng khổng lồ hóa thành rồi chém mạnh về phía thạch hảo lại là bảo thuật chân long hơn nữa uy lực cực kỳ mạnh mẽ chính là chân long vẫy đuôi là một môn đại thần thông chỉ có hơn chứ không hề kém long quyền Năm đó một chiêu chân long vẫy đuôi này đã khiến cho rất nhiều cường giả ôm hận bỏ mạng. Ẩm, um, cuộc chiến kinh hãi thế gian, nắm đấm của Thạch Hạo chạm phải đuôi rồng liền tỏa ra thần mang vô tận, tựa như là hàng vạn luồng kiếm khí chém phá trời xanh. Mạnh mẽ tuyệt thế, phàm là chân thần không ai không sợ hãi, loại khí tức này lan tràn khiến tim mật người người run rẩy không ngừng nổ tung, khí hỗn độn tràn ngập xung quanh hai người đồng thời nhanh chóng bao phủ xung quanh bên cạnh là muôn vàn đạo tắc vạn tia dáng lành chiếu khắp trời cao, len lỏi theo cách vết rách không gian lao ra khỏi võ đài. May là mọi người giữ khoảng cách đủ xa nếu không tử thương sẽ là vô số. Dù là vậy, có rất nhiều người ở nơi xa bị những gợn sóng chấn động này lan tới thì gần như bất tình. Đặc biệt một vài mảnh vỡ pháp tắc lan tới những đỉnh núi thì ngay lập tức nổ tung. Còn có một vài trường hợp bị nhấc bổng lên không trung rồi mới nổ thành cho bụi. Cảnh tượng thế này khiến mọi người sợ hãi, lạnh toát cả người, những lời thán phục đều nghẹn lại. Chỉ vì bọn họ quá sợ hãi. Tiếp đó, hai bên vẫn không có thu tay lại mà tiếp tục quyết đấu thêm mấy chục lần nữa. Mà ở một phương khác Ninh Xuyên cũng đang chiến với Trích Tiên, hai bên triển khai đại thần thông, chém giết kịch liệt. Trước kia ta suýt nữa gặp nạn ở hung sao, thì ra là do ngươi. Ninh Xuyên lên tiếng, hắn với bộ đồ trắng như tuyết tóc bạc buông xõa khí chất xuất chúng thế nhưng hiện giờ lại tỏa ra một luồng ý lạnh trước kia thiếu chút nữa thì đã bỏ mạng trong hôm sau. Đây là một cái kết. Giữa hai người có ân oán với nhau nên phải kết thúc bằng cuộc chiến đỉnh cao này. Bọn họ cũng không phải là người phàm tục mạnh mẽ siêu nhiên. Phong thái của Trích Tiên cũng rất tuyệt thế không minh như tiên công kích của hắn cũng không hề cứng rắn thế nhưng lại có thể quấy nhiễu gió trời những nơi mà đạo tắc đi qua thì muôn vật đều bị tan rã sự công kích của hắn không mang theo khói lửa thế nhưng lại đáng sợ vô biên muôn vật đều bị diệt không cách nào có thể chống đỡ ầm chớp mắt hai người đã công kích tới mười mấy chiêu trích tiên vọt sang bên hai tay giang rộng ngọn lửa hừng hực với màu sắc sặc sỡ đầy mê hoặc phượng hoàng giang cánh hắn dường như là một con thiên phượng đang nhảy múa đầy cuốn hút thế nhưng thần uy lại vô biên đây chính là đại thần thông thiên phượng uy lực không cách nào tưởng tượng nổi ninh xuyên hét dài một tiếng cánh tay phát sáng sau lưng hiện lên một bóng người mờ ảo tựa như là thần vương rồi kết hợp lại với hắn tiếp đó hai tay không ngừng kết ấn tiêu diệt về phía thiên phượng bảo thật thập hung ninh xuyên cũng biết thế nhưng người ngoài không cách nào nhìn rõ được tới cấp bậc hiện giờ của bọn họ tích lũy tới mấy thế đều có cơ duyên lớn nên từng người đều sở hữu những bảo thuật cái thế ầm um, giữa hai người là không gian sụp đổ như là ma diễm đốt chín tầng trời bốn phía đổ sụp trời đất sáng rực món nợ ở hung sao chúng ta cũng nên tính toán lại thạch hạo quát lớn trích tiên bay vút giữa không trung triển khai thần thông thiên phượng quả thật hắn tựa như là một con phượng hoàng giang cánh Yêu diễm và xinh đẹp kỳ ảo tới xuất thế Mà thạch hạo lại vừa hay vọt tới đồng thời dùng côn bằng pháp công kích từ xa nhìn lại tựa như là một con chim bằng to lớn đang mở rộng đôi cánh chụp lấy con phượng hoàng kia Đây là cuộc đối kháng của tiên cầm trí tôn Hai loài này đều là cầm tộc thần thông đều là vô địch Bảo thuật mà thập hung thái cổ lưu lại được xưng là pháp môn vô địch Bất luận là môn nào cũng đều khiến quỷ thần khiếp sợ đều rất hiếm có ẩm um giữa hai người là vô số lông chim không ngừng tàn lụi tất cả đều nhuốm đầy máu chấn động cả trời cao hai sinh linh vô thượng đang chém giết pháp tướng kinh thiên không ngừng va chạm bùng phát ra những hào quang lấp lánh những chiếc lông chim xinh đẹp nhưng lại như là những thanh thần kiếm cắt lìa hư không trận chiến này dù là thần linh cũng phải sợ hãi hai con tiên cầm chém giết phá tan chín tầng trời tạo nên cảnh tượng đáng sợ cuối cùng cảnh tượng kỳ dị biến mất thân thể thực sự của hai đại cường giả xuất hiện trích tiên mỉm cười đầy ôn hòa nói nghe đồn rằng ngươi có thần lực vô biên thôi thì hãy đỡ lấy một trường của ta hắn thu lại khí tức kỳ ảo thay vào đó là quần áo phồng to không vận chuyển bào thuật tiên phượng nữa mà giơ tay đấm thẳng tới ầm một lát sau trời long đất lở dù là mặt đất ở bên ngoài võ đài cách không biết bao nhiêu dặm cũng rung lắc dữ dội, tinh lực cùng thần lực hùng hồn lan truyền tới khiến thập địa đều rung động. Có thể thấy được một vài ngọn núi đều xuất hiện những vết nứt. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, đây là Trích Tiên Ư. Không ngờ lại còn có dáng vẻ như vậy, tinh lực cuồn cuộn tựa như là chân long lên trời, từ ngay thiên linh cái của hắn vút lên cao. Khí tức này đáng sợ vô cùng. Thạch Hạo nghiêm nghị toàn lực ứng phó. Sau lưng của trích tiên xuất hiện một bóng mờ đầy hung ác đè ép thiên địa. Là nó quả nhiên là loại bảo thuật này. Rất nhiều người lộ vẻ kinh ngạc và chấn kinh. Hung xào ẩn chứa một môn thần thông cái thế và tự nhiên đã bị trích tiên đoạt được trước kia có rất nhiều người không biết bí thuật đó có tên là gì. Nhưng hiện tại thì khác. Thiên giác nghĩ sao, sao con kiến. Một trong thập hung thiên giác nghĩ được xưng là sức mạnh đứng hàng đầu không ai có thể sánh được. Kinh khủng vô biên. Hiện tại sớm đã tuyệt tích, không còn xuất hiện nữa. Thế nhưng đời sau của nó vẫn còn rất nhiều huyết thống được lưu lại. Hai hung trùng thần nghĩ thái cổ và độc giác tiên đều là đời sau của nó tiến hóa thành. Bất kể là thần nghĩ thái cổ hay là độc giác tiên đều là hung trùng dựa vào sức mạnh để xưng hùng. Nếu như so sánh với một sinh linh khác cùng kích thước thì hầu như không có một ai có sức mạnh lớn hơn được. Mà thủy tổ thiên giác nghĩ của chúng lại càng không thể nào tưởng tượng được sức mạnh có thể phá nát càn khôn có thể lật tung trời cùng đất lúc này trích tiên hoàn toàn khác trước sức mạnh cái thế một bài tay đánh tới trước khiến cho không gian rách nát tựa như là sức mạnh cuộn trào của sóng biến đang ập tới sắc mặt của thạch hạo đầy nghiêm túc vận dụng môn thần thông thứ ba của mình tuy rằng còn chưa hoàn thiện thế nhưng những môn bảo thuật trí cường của bản thân hợp lực lại với nhau nên uy lực cũng tăng mạnh Bảo thuật trời sinh này rất kỳ dị, có thể tăng cường uy năng thần thông để cho sức mạnh tăng vọt. Quyền cùng trưởng hai bên chạm nhau nên đã xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ thiên địa bị xuyên thùng. Thần uy không cách nào suy đoán được trên võ đài chỉ còn cảnh mờ mịt khí hỗn độn tràn ngập. Bầu trời xuất hiện lít nhít vết nứt cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Đây là sự đối kháng của sức mạnh dù là thiên thần cũng biến sắc. Thật mạnh thật đáng sợ. Có di dân tiên cổ cảm thán tinh lực của trích tiên cuộn trào hoàn toàn khác xa trước kia kinh khủng tới cực điểm. Tựa như là một vầng mặt trời đang bốc cháy đâm nhói mắt người quan sát không cách nào có thể nhìn thẳng được. Sức sống của hắn quá dồi dào tinh lực như đại dương. Thạch hạo âm thầm gật đầu đây cũng chẳng hề nằm ngoài dự liệu của hắn. Nên biết trích tiên dùng huyết dịch của vô số thiên tài để rèn luyện bản thân. Dùng hàng loạt các cốt văn để mài rũa chính mình, tinh lực của hắn không dồi dào thì mới là chuyện lạ đòn đánh này chấn cho võ đài vang lên những tiếng kèn kẹt tựa như muốn nổ tung, trước giờ chưa hề xảy ra. Hai hai người lần nữa va chạm thì thập quan vương vọt tới tiếp trích tiên, rõ ràng là muốn lĩnh giáo môn thần thông thiên giác nghĩ đầy đáng sợ này. Đời sau tội huyết, chiến đấu giữa ta với người hơi bị lâu rồi đó. Ninh xuyên vọt tới, trên thực thế là bốn người này đang hỗn chiến thi thoảng ra tay lẫn nhau, sự kịch liệt càng ngày càng tăng mạnh. Thạch Hạo không hề sợ hãi, tuy rằng hắn chỉ có tích lũy một đời, không giống như ba người này đã tích lũy tới kinh người từ lâu đã làm cho đạo quả của mình trở nên hoàn mỹ. Thế nhưng quả thật hắn chẳng hề sợ hãi trước bất kỳ đối thủ nào. Đối với tất cả cường giả mà nói, Hoàng là một người mang hình dáng của thần, là một kỳ tích. Thu Ninh xuyên hét lớn, tóc bạc phấp phới, thần thánh hoàn mỹ, sau lưng hắn lao ra một bức thiên đồ mở ảo tới khó lường, bên trong là những ngôi sao lớn cuộn tròn, ngân hà lưu truyền. Tựa như là một vũ trụ mênh mông. Đây là pháp đồ mà khi vừa sinh thì đã có và được khắc ở trên lưng, uy năng của trời to lớn vô cùng. Hiện giờ, hắn dùng bảo thuật trời sinh này hòng chân áp thu thạch hạo vào bên trong. Trước đây không lâu, hắn từng dùng bí pháp này để luyện hóa một vị quái thai cổ đại cầm pháp khí thiên thần trong tay thành một đống bạch cốt. Uy lực vượt qua tưởng tượng của mọi người. "Giết!" Thạch Hạo hét lớn, trong tay hắn xuất hiện một thanh luân hồi kiếm được biến thành từ phù văn. Những mảnh vỡ thời gian bay lượn đầy trời. Hắn đã nhiều lần gặp sinh tử, môn bảo thuật này hiện giờ đã diễn biến tới cực điểm, uy lực mạnh mẽ khiến thần hồn của người khác cũng phải chấn kinh. Sức mạnh thời gian được kéo dài, xoẹt hai bảo thuật giao nhau hư không thiêu đốt thời gian hỗn loạn lần nữa là trời than khóc mưa máu tầm tã khắp nơi tựa như nhà giam thiên địa này bị đánh vỡ và nhìn thấy được bất hù tiếng kiếm reo ngân vang ngút trời còn có ánh kiếm tiệt thế tỏa ra cô kiếm vân nhảy lên võ đài mọi người kinh ngạc thốt lên vị quái thai cổ đại đã vượt qua thiên kiếp này lần nữa lên đài cũng muốn gia nhập vào cuộc chiến này ánh mắt của hắn sắc lẹm như kiếm nhìn chằm chằm thạch hạo nhưng vào lúc này, từ chân trời truyền tới tiếng hét dài. Một bóng người hóa thành một mũi tên thần xuyên thủng hư không xuất hiện ở trên võ đài. Trên người có rất nhiều vết thương lôi điện thế nhưng tinh lực lại dồi dào như biển. Chính là Thập Quan Vương Trường Cung Diễn, hắn tới đây là để ngăn cản cô Kiếm Vân. Mọi người giật mình, trước đây không lâu Trường Cung Diễn đã độ thiên kiếp, hiển nhiên là mới thành công thạch hạo cười to nói trường cung diễn huynh đừng nóng vội trước hãy để ta dạy bảo hắn đã kiếm cốc hỏa vân động đều là những đạo thống cổ xưa trấn áp tội châu thạch hạo cũng chẳng hề có chút thiện cảm nào với bọn họ khi nhìn thấy đệ tử của kiếm cốc lên đài thì hắn chắc chắn sẽ giết chết cô kiếm vân rút kiếm của ngươi ra đi thạch hạo vừa tới chính là một quyền ánh sáng vạn trương dinh đánh nát trời xanh cô kiếm vân xuất kiếm, vô cùng sắc bén, kiếm mang phá tan hư không, tỏa ra hàng ngàn hàng vạn vệt sáng, vẻ lạnh lẽo bao trùm cả bầu trời. Keng keng keng, tia lửa văng khắp nơi, thạch hạo dùng tay không không ngừng, vào lúc này, hắn không hề bảo lưu gì nữa, mỗi một quyền là vận dụng thần lực cái thể của bản thân. Thần dũng không cách nào đỡ nổi. Khi vừa mới va chạm thì cô kiếm vân đã ưa máu nơi khóe miệng, thần kiếm mờ đi, lảo đảo lùi về sau. Vương giả trẻ tuổi mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ của kiếm cốc cũng chỉ có nhiêu đây, đây là lời nói của Thạch Hạo, tiếp đó lại đánh về phía Ninh Xuyên, bỏ qua cô kiếm vân. Bởi vì, Ninh Xuyên vừa kịp tới cứu viện, không ai xem thường cô kiếm vân cả, dưới thần uy trí cường của hoang mà chưa hề bị mất mạng ngay tại chỗ thì cũng đã là vô địch thần dũng rồi, dù sau đó cũng chính là hoang. Trùng đồng bất bại, xưa nay vô địch loại chiến đấu này làm sao thiếu ta được chứ? Nơi xa có người nói nhỏ. Thạch Nghị xuất hiện, bước đạp hư không nhanh chóng tiến tới và hạ xuống vo đài. Kiếm Cốc trấn áp tội châu, chèn ép tội huyết một mạch của ta, vậy đã từng hỏi qua ta chưa? Thạch Nghị hỏi, hắn cũng muốn một lời giải thích từ Kiếm Cốc. Một lát sau, hư không nổ tung, khí hỗn độn tràn ngập con mắt của Thạch Nghị tựa như đang khai thiên tích địa. Chấn động tất cả mọi người, hai mắt của hắn bắn ra hai chùm sáng lao vút về phía Cô Kiếm Vân. Cô Kiếm Vân tức giận giơ kiếm chém tới. Nhưng, kết quả lại là bị hai chùm sáng kia chấn cho nứt cả bàn tay, sau đó máu tươi không ngừng chảy xuống. Tiếng hét dài truyền tới, lần nữa có người lên đài, nói, đáng tiếc chẳng có mỹ nhân tuyệt thế nào cả, nếu không thì đánh đấm làm gì nữa chứ. Thạch hạo quay đầu lại thì liền nhận ra người này. Hắn cũng từng giao thủ với kẻ này ở hạ giới, chính là chàng trai với ngọn lửa hừng hực ngày xưa, là ngừng sở hữu một góc luân hồi bàn. Sao các ngươi cứ muốn lấy hắn để thử đau vậy? có gì đặc biệt à để ta thử xem sao? Chàng trai với ngọn lửa hừng hực nói rồi nhìn về phía cô kiếm vân. Cô kiếm vân tức dây, sắc mặt tái xanh. Hắn mạnh mẽ là thế mà nay lại trở thành bia ngắm để mọi người ước chừng sức mạnh. Ha ha, tiếng cười truyền tới, ngọn lửa hừng hực một chàng trai trọt tới, tóc tai lượn lờ mang theo vẻ hoang dã và ma tính, nói ta tử viên phu cũng đã xuất quan đại phần thiên công cũng đã luyện tới mức độ trước giờ chưa có ai luyện thành, làm sao lại không đi săn giết mấy tên quái thai cổ đại chứ? Trên võ đài trở nên đại loạn, một nhóm người mạnh mẽ nhất đã đống đông đủ sẽ diễn ra một cuộc quyết chiến đáng sợ nhất. Lòng tranh hổ đấu, trên võ đài xuất hiện thêm mấy vương giả trẻ tuổi nên đã khiến mười phương chấn động, trận đại chiến này càng lúc càng kịch liệt làm cho người xem vô cùng hưng phấn, kích động trong lòng không ai nghĩ tới sẽ diễn biến tới ước này, quái thai cổ đại, vương giả của đương đại đều dồn dập lên sàn. Những người này đều có thần giác nhạy cảm, mơ hồ cảm nhận được võ đài này cho phép quần hùng lên sàn để phân ra đệ nhất, hơn phân nửa không giống với trước kia, sắp xảy ra biến cố nào đó. Chính vào lúc này thì bọn họ mới lên đài, để tranh cướp tạo hóa. Dẹt dẹt, kiếm ngân vang tựa như cắt thép rạch sắt vang vọng khắp chân trời, khí lạnh ùa thẳng vào xương vào cốt người nghe. Cô kiếm vân tóc tai bù xù, máu me khắp người tựa như đã trở nên điên dại. Hắn đã lên cơn giận dữ, căm tức vô cùng, bởi vì mọi người đều coi hắn là viên đá thử lừa. Hắn trở thành tiêu chuẩn để so sánh sức chiến đấu. Sao lại như vậy chứ chính là cô kiếm vân đã tu ra một luồng tiên khí cộng với việc đã vượt qua thiên kiếp. Là nhân kiệt kiệt thế danh xứng với thực ấy thế mà lại bị người khác xem thường như vậy trước khi hắn gặp phải trọng thương bởi thạch hạo tiếp đó bị trùng đông xuyên thủng cánh tay liên tiếp gặp phải đà kích nên vô cùng oán giận trong lúc khí thế dâng trào này thì có thêm mấy người lên đài đều là quái thai cổ đại cả trong số đó có một cô gái tay cầm một ngọn núi lửa cao một tấc một chiếc quan tài nhỏ đang lơ lửng trong dung nham trông rất yêu tà và thần bí còn có một cô gái khác với mái tóc vàng buông xõa quang vụ màu vàng tràn ngập thiên công được triển khai khiến nơi đây rung lên ầm ầm trên võ đài càng thêm rối loạn hơn, đại chiến không ngừng, âm thanh đại đạo ầm ầm. Bởi vì, những người này đều cảm ứng được tạo hóa gần như đã xuất hiện. Nếu giờ không lên đài thì chắc chắn sẽ mất cơ hội, thừa dịp loạn lạc để chém dê. Tưởng ai cũng có thể lên đài chắc. Nếm một quyền của ta. Thập quan vương tức giận, hắn bỗng xoay người nắm long ấn, nắm đấm phát sáng đánh ra một long quyền trí cương trí mãnh. Một con chân long vẫy đuôi lao về tất cả mọi người hắn chỉ một mình mà quét ngang quần hùng mục tiêu là toàn bộ mọi người nơi đây mạnh mẽ vô cùng những người kia đều gặp phải công kích nên không thể không chống đỡ âm thanh ầm ầm vang vọng thần mang tế trời phù văn tựa như núi lửa không ngừng phun trào có mấy người phun máu phè phè kể cả là quái thai cổ đại khó khăn lắm mới chặn được sức mạnh long quyền của thập quan vương còn không lên đài nhanh cứu viện có người sau khi bị thương cũng chẳng hề sợ hãi mà còn bí mật truyền âm lôi kéo thêm người Ẩm, um, nơi đây sụp sôi, bên dưới có rất nhiều cao thủ các giáo, có rất nhiều liên minh, khi nghe được lời nói này thì đồng loạt sông lên võ đài. Cuộc hỗn chiến trước này chưa từng có. Từ xưa tới nay, trên võ đài này không hề hỗn loạn như vậy, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ lên đài và đứng chung một chỗ với những quái thai cổ đại, với những vương giả. Giết, thạch hạo, trích tiên, thập quan vương tung hoành trong đám người này, đánh đâu thắng đó, đại chiến của bọn họ không hề bị ảnh hưởng. Ai dám ngăn cản đường đi thì sẽ giết ngay lập tức. Có thể thấy được những cao thủ vừa lên giờ lại gần như đều bị đánh cho nổ tung, hóa thành xương máu. Người như vậy cơ bản không cách nào địch nổi, tựa như là tu la chém giết toàn bộ những vướng mắc, không ai có thể can dự vào và cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Rầm, đột nhiên, một chiếc muỗng cổ xuất hiện đánh về phía sau lưng của Thạch Hạo, ánh đen ngu ngút, đây là một pháp khí thiên thần đang đánh lén hắn. Trái thạch hạo hét lớn một tiếng trong miệng phun ra một luồng tinh khí tiên thiên đi kèm là ánh sáng hỗn độn hắn dùng pháp lực dẫn chiếc muỗng cổ kia lao vút sang bên cạnh cách đó không xa thì có tiếng kêu thảm truyền tới một tu sĩ gặp nạn dám đánh lén ta trong nháy mắt chân vũ côn bằng lượn lờ hào quang màu vàng đè ép cả trời cao rồi đánh về phía trước bụp cuối cùng một vị cao thủ bỏ mạng pháp khí thiên thần có linh nên tự mình bỏ chạy hoàng quá lợi hại thế nhưng đó lại là đại địch của chúng ta. Không thể không trừ khử, có người sau khi lên đài đã tới giúp đỡ cô kiếm vân, hóa giải tình thế nguy cấp đồng thời bí mật truyền âm cho hắn. Người chưa chết, lên luôn à, cô kiếm vân kinh hãi. Đây là quái thai cổ đại của hỏa vân động trước kia nghe đồn rằng hắn đã tàu hỏa nhập ma. Tọa hóa ở đời trước thế nhưng không ngờ rằng hắn vẫn sống sót và tiến vào tiên cổ này chúng ta tới giúp ninh xuyên giết chết tên hoang này đời sau tội huyết nhất định phải diệt trừ vương giả trẻ tuổi của hòa vân động lạnh lẽo nói vừa nãy có người dùng pháp khí thiên thần để đánh lén thạch hạo là do hắn ra lệnh giống như những gì mọi người dự liệu những giáo hơi lớn đều liên thủ với dân bản địa để chế tạo pháp khí thiên thần ngay trong tiên cổ này tới giờ rồi mà còn kiêng kỵ gì nữa Chúng ta giúp Ninh Xuyên giết chết Hoang, sau đó yên lặng ngồi xem Thập Quan Vương với Trích Tiên sẽ lưỡng bại câu thương. Cuối cùng tạo hóa sẽ thuộc về chúng ta." Quái thai cổ đại của Hỏa Vân Động thấp giọng nói. "Động thủ à, đang lúc này thì có người lại gần truyền âm với hai người." Cô Kiếm Vân thất kinh. "Còn có người khác nữa ư? Là một quái thai cổ đại. Ta đã liên lạc với hai vị đạo hữu khác rồi. Tới lúc đó sẽ dùng pháp khí Thiên Thần giúp đỡ Ninh Xuyên." Chí tôn của Hỏa Vân Động nói, chưa chắc Ninh Xuyên đạo hữu đã đồng ý đâu. Cô Kiếm Vân trần chờ. Ninh Xuyên không nằm trong đạo thống của bọn họ thế nhưng đã từng quan sát một vài điển tịch trong cổ giáo bởi vậy có quan hệ rất lớn với bọn hắn. Có lúc Ninh Xuyên chính là đại biểu của bọn họ. Ra tay thôi, cường giả của Hỏa Vân Động lên tiếng vốn hắn cho rằng Thạch Hạo đã xảy ra vấn đề lớn và chắc chắn phải chết nhưng không nghĩ rằng phút chót lại lột xác thành một bộ kim thân thật sự không ngờ được cô kiếm vân cuối cùng cũng gật đầu nhấc theo thần kiếm giết thẳng vào trong đám hỗn loạn kia bốn người tách nhau ra rồi yên lặng tiến sát lại gần ầm đột nhiên một tòa thiên thần tháp phát sáng rồi xuất hiện ở trên đỉnh đầu của thạch hạo tiếp đó bao phủ và trấn áp hắn lại lông tóc của thạch hạo đều dựng đứng lập tức vụt sang ngang kết quả một thanh chiến mâu thiên thần đâm tới hào quang mau xanh ngát đánh nát hư không khí tức to lớn vô cùng Hắn lần nữa tránh né, một chiếc lưới lớn trong suốt bao phủ khóa chặt hắn lại. Hơn nữa, cô Kiếm Vân cũng đã xuất thủ, thanh thần kiếm chặt đứt trời cao, chém thẳng về phía hắn. Chỉ trong phút chốc thì bốn đại cao thủ đã xuất kích, hơn nữa còn có cả Kình địch Ninh Xuyên nên đã đẩy Thạch Hạo vào thế bị vây công. Nên biết mấy người này đều có binh khí thiên thần cả tất cả mọi người đều biến sắc bởi vì vào đúng lúc này pháp lực thiên thần cuộn trào mãnh liệt không thôi, rất nhiều tu sĩ ở xung quanh đều hóa thành thịt vụn nổ tung ngay tại chỗ. Ngoại trừ những vương giả cổ đại gia thì hầu hết những tu sĩ còn lại đều khó tránh lui được thậm chí có không ít người chưa kịp hết thảm thì đã chết ngay tại chỗ. Khu vực này đã bị thanh toán sạch sẽ. Muốn chết, nằm ngoài dự liệu của mọi người là thạch hạo chẳng hề né tránh, vẫn đứng yên nơi đó, ngành chiến địch thủ bốn phía trong tay hắn xuất hiện một khúc xương trắng bóng cũng không lớn lắm thế nhưng lại lấp lánh nhu hòa, khúc xương này được nắm chặt trong tay rồi đón đỡ lấy pháp khí thiên thần. Ẩm, um, hàng loạt hình ảnh sinh linh hiện lên chặn lại những pháp khí thiên thần kia. Đây là vạn linh đồ, cũng chính là lần đầu tiên sau khi tiến vào tiên cổ thạch hạo dùng để đối địch trước mắt mọi người. Đó là gì? Truyền nhân của hỏa vân động kinh hãi, thanh chiến mâu thiên thần trong tay hắn chợt đứng yên, toàn bộ pháp lực đều tan biến không cách nào lại gần thạch hạo được. Việc duy nhất làm hắn vui mừng chính là khúc xương này chưa hề bùng phát ra thần uy mà chỉ là bị động phòng ngự. Chỉ hiện ra các hình ảnh của sinh linh mà thôi. Giết, thời khắc này thạch hạo bắt đầu bùng phát không hề che giấu gì nữa. Hắn phát hiện có vài tên quái thai cổ đại đang liên thủ và đánh lén mình. Ẩm, sau lưng hắn hiện ra cánh côn bằng, phía trước thân thể thì lượn lờ ánh đi tay cầm thanh kiếm do Phù Văn Luân hồi hóa thành giết thẳng về trước. Hắn đỡ lấy đòn của Ninh Xuyên rồi tiếp đó xoay người giết thẳng về phía Cô Kiếm Vân. Cô Kiếm Vân sợ hãi, loại sức mạnh này không cách nào chống lại được, Hoang vừa mới vọt tới thì đã khiến hắn nghẹt thở, Phù Văn phun trào, miệng phun đầy máu. Hắn ngự kiếm rút lui. A, à, vương giả của Hỏa Vân Động hét lớn, bởi vì Thạch Hạo nhìn chằm chằm lấy hắn rồi một chiêu kiếm bổ tới, Phù Văn Luân hồi tỏa ra, thời gian biến mất hắn cảm thấy sinh mệnh mình bị đoạt mất. Giết, hắn hét lớn thế nhưng mặc dù dãy rủa không ngừng vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình. Hàng loạt bảo thuật được triển khai thì cũng không có tác dụng gì, không cách nào ngăn cản được hoang. Khi thạch hạo vọt tới trước mặt thì hắn đã vận dụng tới mấy chục bí pháp thế nhưng cũng chỉ tới bước này. Kiên trì thêm 10 chiêu nữa thì đã bị một chiêu kiếm cắt đứt đầu. Nguyên thần của hắn muốn chạy trốn thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị mãnh vỡ thời gian chém chúng hóa thành cho bụi. Ầm, ờ, Ninh xuyên ra tay ở phía sau thế nhưng cánh côn bằng của Thạch Hạo giang rộng che kín cả bầu trời, chặn đứng đòn đánh của hắn. Đồng thời, Thạch Hạo xông tới dùng Vạn Linh Đồ đánh bay tòa Thiên Thần Tháp, một quyền kích tới làm nổ tung một tên vương giả, mưa máu tỏa khắp. Tiếp hắn không ngừng kết lôi đế ấn, tia chớp đan dệt. Đánh bay một tên quái thai cổ đại khác rồi hóa thành than đen. Còn chưa tu ra tiên khí mà cũng dám nghĩ tới chuyện giết ta? thạch hạo hừ lạnh ờm ngay khi thạch hạo nhằm về phía cô kiếm vân thì trường cung diễn đánh ra một mũi tên lao vút tới khiến cho cô kiếm vân máu chảy xối xả mũi tên này đã bắn thủng bà vai và làm nổ tung nơi đó cô kiếm vân bị đánh bay sang ngang rớt khỏi võ đài nên kết thúc thôi các ngươi tránh hết ra cho ta một người hét lớn đó là chàng trai với ngọn lửa bốc cháy hừng hực tới từ hạ giới trong tay của hắn là một góc của luân hồi bàn Ban đầu chiếc đĩa này không hề hiện ra uy năng gì cả thế nhưng khi cổ tay hắn chảy máu thì đĩa cổ từ từ thức tỉnh phát ra từng luồng khí hỗn độn. Phóng thích uy năng trí cường. Có thể mang vào tiên cổ mà không hề bị cánh hoa ngăn cản, khó lòng mà hình dung chiếc luân hồi bàn này kinh khủng tới mức nào. Lúc này, hắn khống chế chiếc luân hồi bàn này để chân áp hết thảy mọi người, muốn hất bay toàn bộ khỏi võ đài. Tiếp đó là đoạt danh hạng nhất tên này cũng giống như đoạn hồng dùng thân thể tôn giả để xưng bá trong tiên cổ này hắn có bảo cụ hỗn độn có người kinh hãi tới biến sắc đám người xông lên đều tê dại ra đầu cơ bản không cách nào chống lại được cho rằng dựa vào thứ này là có thể áp chế tất cả mọi người à chưa đủ đâu thập quan vương hét lớn trong giây lát nơi tay hắn xuất hiện một cây nhỏ chỉ cao một thước bàn tay nắm chặt lấy thân cây rồi quét mạnh sang ngang Lúc này, dáng lành vạn tia, pháp tắc vô tận đánh bay toàn bộ khí hỗn độn đang bao phủ kia. Mọi người hít vào hơi lạnh, đó rất có thể là. Thế giới thụ, một bên khác, Trích Tiên, đầy bình tĩnh, trong tay đang cầm một chiếc sừng vô cùng cổ điển, thế nhưng khi rạch nhẹ một cái thì trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Trời ơi, đó là sừng của Thiên Nghĩ Giác, là tiên giác vô thượng của Thập Hung. Tất cả mọi người đều ngây dại chàng trai mang theo ngọn lửa hừng hực kia biến sắc vì một đòn không thành của mình lại có tới hai người có thể hóa giải được uy thế của đòn này ầm à, đúng lúc này thiên địa dung bần bật vết rách hư không kia đột nhiên vang lên những tiếng ken két rồi không ngừng mở rộng gần như là nổ tung đồng thời ảnh hưởng tới sự ổn định của võ đài này cái gì người của ngoại giới chuẩn bị vào rồi mọi người hoảng sợ dân bản địa thì rung rẩy trong lòng đang hoảng sợ, bố cục của vạn cổ đã bắt đầu biến đổi rồi. Răng rác, khe lớn lan tràn qua khỏi võ đài, những va chạm kịch liệt phát sinh. Vù một tiếng, võ đài nhanh chóng hình thành một cánh cửa, mở ra một truyền tống trận. Một vết sáng quét về phía thạch hạo hồng cuốn lấy hắn. Hắn được chọn, mọi người nắm chặt nắm đấm. Có ngoại lực quấy nhiễu nên biến cục đã sản sinh võ đài này không còn vững chắc nữa cho nên đã tự đưa ra lựa chọn của mình. Mọi người hiểu rõ, trước đây Thạch Hạo đã thắng liên tiếp 800 trận là người thắng trận xuất sắc nhất cho nên mới được chọn. Trở lại cho ta, thập quan vương hét lớn. Hắn vung mạnh cây nhỏ trong tay đánh ra hàng vạn luồng pháp tác hồng giam cầm Thạch Hạo, hồng kéo Thạch Hạo trở lại. Cùng lúc đó, trích tiên cũng xuất hù. Dùng chiếc sừng của thiên nghĩ giác chân áp tới. Giết, ninh xuyên cũng động. Không chỉ là bọn họ mà những người khác cũng dồn dập ngăn cản. Thời khắc này, Thạch Hạo chẳng hề bảo lưu gì cả, mặc vào bộ giáp trụ rách nát có quan hệ với lôi đế, đồng thời tay phải cầm vạn linh đồ. Tay trái cầm một chiếc vảy dài hơn một thước, lòng khí từ chiếc vảy kia lan tỏa. Thứ này được lấy từ thuyền cổ màu đen dính đầy máu ở nơi đầu nguồn. Ai cản ta thì sẽ phải chết. Thạch Hạo hét lớn, xẹt một tiếng lớn, hơn vạn mảnh vỡ đại đạo bay tán loạn sáng rực càng chỉ là một cây non thế nhưng lại vô cùng bá đạo trời sinh đã nuôi dưỡng vạn đạo kết hợp cùng với trời đất. Nó có thể sinh trưởng thành một thế giới mới. Cái cây nhỏ này lắc lư vang lên những tiếng vù vù trong không gian. Các phiến lá tỏa ra hàng loạt hào quang sáng chói. ầm ờ, thạch hạo tay cầm vạn linh đồ tiến lên nghênh tiếp hàng vạn hình ảnh mờ ảo xuất hiện vô số sinh linh ngưng kết chặn lại cây nhỏ kia ở giữa hai người bắn ra vô số khí hỗn độn mờ ảo khiến cả tòa võ đài rung lắc dữ dội. Cảnh tượng khủng bố này khiến mọi người bất ngờ đến ngây dại, đây chính là trí bảo. Cây non thế giới thụ thì không cần phải bàn, cả thế gian đều biết sự đáng sợ của nó rồi. Mà khúc xương trắng hoang cần trong tay rốt cuộc là có lai lịch như thế nào đây? Trắng bóng loáng như ngọc uy lực cực kỳ to lớn. Khúc xương này chỉ bị động phòng ngự, chứ không hề triển khai bất kỳ công kích nào khác nữa võ đài phát sáng dần hình thành nên một cánh cửa ánh sáng tái tạo thành một truyền tống trận. Sức mạnh kia kéo lấy thạch hạo càng ngày càng lớn, lực hút cực mạnh kéo hắn vào trong thế nhưng lại bị mọi người cản trở. Những bảo cụ kia quá mạnh mẽ đã ngăn cản đường đi của hắn. Thiên giác nghĩ chân áp. Trích tiên xuất thủ chiếc sừng này không dài lắm thế nhưng sợ nó còn nặng hơn cả 10 vạn ngọn núi gộp lại, lực ép khiến tất cả mọi người đều khó có thể thở nổi. Có thể thấy được, từng khoảng không gian gần nó nổ tung, bảo cụ này chứa pháp tắc trong nó tới đỉnh điểm, chính là tái hiện lại quy tắc của thiên giác nghĩ, năm xưa từng sới tung cả chín tầng trời. Nếu là người bình thường thì đã sớm nổ tung từ lâu rồi, dù là vương giả cổ đại thì cũng khó mà chặn đứng một đòn này, đây là pháp cốt vô thượng, không có cách nào có thể ngang hàng nó. Cũng là thạch hạo vẫn còn có thủ đoạn riêng phòng bị, có thứ có thể so sánh được tay phải là vạn linh đồ chống lại thế giới tụ, còn tay trái thì cầm chiếc vảy dơ lên nghênh tiếp. Từng tiếng rồng gầm vang vọng cả chín tầng trời, chặn đứng chiếc sừng ấy. Rồng cũng có vảy ngược nếu chạm phải thì tất nổi giận. Có người run rẩy lộ vẻ thán phục, bởi vì, trong đám cư dân bản địa đã có người nhận ra khả năng đây chính là vảy ngược của một con chân long, không ngờ lại được hoang cầm ở trong tay. ầm ầm trời đất tầng tầng lớp lớp sụp đổ, dù là võ đài cũng xuất hiện những vết nứt chẳng chịt, nguyên nhân là do sự va chạm của hai chiếc sừng và vảy kia, đây là sừng và vảy trên người của thập hung. Là sự quyết đấu vượt qua thiên cổ. Một thứ đại biểu cho sức mạnh, một thứ lại đại biểu cho vẻ bá đạo số một số hai. Đại đối quyết như vậy tự nhiên sẽ đáng sợ đến vô cùng, trong lúc nhất thời tựa như trăng sao cùng trời đều rơi xuống, đại đạo thần âm nhức óc đinh tai. Ngăn hắn lại, không thể để hắn chạy thoát phía sau có người hét lớn hiện giờ không phải là thời điểm quan tâm với việc đơn đả độc đấu một khi để thạch hạo đi vào trong thì chắc chắn sẽ chặt đứt mọi hy vọng của mọi người nơi đây chỉ có thể ngăn hắn lại đánh hắn rớt khỏi lôi đài thì bọn họ mới có cơ hội để vươn lên thế vô địch giết người phía sau đồng loạt giết tới trong lúc nhất thời hàng loạt bảo thuật bay lượn tất cả đều là những đại thần thông kinh hãi thế gian thường ngày chỉ cần một loại xuất hiện thôi cũng đã khiến người khác kinh ngạc tới há hốc miệng thế nhưng hiện giờ đều xuất hiện cả có một vài món đã thất truyền hàng trăm hàng ngàn năm thế nhưng giờ lại hiện dưới ánh mặt trời lại tỏa ra hào quang thạch hạo hét lớn cả người phát sáng tay cầm hai bảo vật thần thánh đối đầu với quần hùng hắn chẳng thèm đếm xìa gì nữa dùng hết mọi khả năng để chống lại Uy hiếp lớn nhất vẫn là cây nhỏ trong tay của Thập Quan Vương, tuy chỉ cao có một thước thế nhưng khi vung mạnh có thể quét ra cả vạn sợi tia sương mù. Mỗi tia đều là một loại đạo tác vỡ nát quấy nhiễu khiến hắn không cách nào tiến vào trong cửa ánh sáng kia được. Nếu không thì Thạch Hạo đã sớm rời đi rồi. Hiện giờ bị thế giới thụ trói buộc nên đây chính là phiền toái lớn nhất. Ngoài ra, một sừng của Thiên Giác Nghĩ cũng có uy năng đầy đáng sợ tuy rằng không thể trói buộc được hắn thế nhưng lực công kích cũng mạnh tới mức không còn gì để nói, phù văn liên miên bất tận, thần lực cái thế, dù là võ đài cũng gần như bị đánh cho lún xuống. Nếu không phải có chiếc nghịch lân long trong tay thì rất khó mà chống đỡ nổi. Giết, chàng trai được ngọn lửa bao phủ đánh tới, hắn lấy ra luân hồi bàn rồi khẽ chấn, bầu trời nứt toác. Khí hỗn độn tràn ngập, việc này càng khiến thạch hạo chật vật hơn, lại thêm một bảo cụ trí cường ép xuống nếu như không có vạn linh đồ cùng với nghịch long lân thì hắn chắc chắn đã bị đánh nát bấy thành bánh thịt không hề có một chút trở ngại nào cứ như thế mấy loại trí bảo quấn chặt lấy hắn nơi đó xuất hiện vô số khí hỗn độn được phát ra từ các loại trí bảo cường đại này tất cả đều cố định ở trên không trung giết thập quan vương buông tay hắn chẳng hề sợ người khác đoạt đi cây nhỏ mà cứ thế thốc đánh mạnh tới tranh đấu với thạch hảo vạn linh đồ chiếc sừng của thiên giác nghĩ đều lơ lưỡng quấn chặt lấy nhau ở không trung diễn hóa thành một không gian kỳ dị tạm thời vây khốn không cho thạch hạo chạy thoát chỉ có một trận chiến sống còn thì mới có thể rời đi thạch hạo buông tay buông chân cả người sáng trói như mặt trời bùng phát ra hào quang vô tận ầm ờ, hắn không hề nói gì mà chỉ đón đỡ đòn đánh của thập quan vương nắm đấm tựa như ngọc thạch lấp lánh trong suốt thế nhưng khi oanh kích thì còn đáng sợ hơn cả thiên lôi cú đấm này ẩn chứa vô vàn áo nghĩa không thể phá hủy mạnh mẽ vô cùng vẻ mặt của thập quan vương trở nên nghiêm túc thân thể hắn vang lên lốp bốp cánh tay phát sáng trong long quyền đó còn được quán nhập thêm một bảo thuật thập hung khác nữa quyền lực cái thế ẩm um, hai nắm đấm tỏa ra ánh lửa ngập trời vượt xa trước kia tựa như có thể đánh nát nhà giam thiên điện này nhìn thấy trường sinh ẩm um, ẩm um, ẩm um, trời long đất lở bùi mù phủ kín võ đài đã hỏng Xoẹt. Trích tiên cũng đã xuất thủ, bồng bềnh như tiên, nhẹ nhàng phất một cái thì hào quang hỗn độn lan tỏa trông rất kỳ ảo. Đòn đánh này lại khiến bề mặt của võ đài càng dạn nứt nhanh hơn. Khi thạch hạo chạm một trường với hắn thì đã chịu phải một luồng sức mạnh khổng lồ không cách nào tưởng tượng nổi. Giữa hai bên phát sinh ra ánh sáng tựa như phi tiên đâm nhói mắt người xem. Tất cả những việc này quá nhanh, chỉ xảy ra trong chớp mắt ba đại cao thủ đã quyết đấu. Bỗng nhiên, trời đất quay cuồng, một bức thiên đồ vút ngang trời, bên trong có mặt trời treo cao. Sao lớn chuyển động, vũ trụ tinh không ẩn hiện, Ngân Hà mênh mông dập dềnh, uy thế mạnh mẽ. Ninh Xuyên cũng xuất thủ, sau lưng mang thiên đồ tiêu diệt về trước. Việc này khiến mọi người ngây dại, bốn đại chí tôn tranh bá, trong đó ba người vây công một người. Thật chấn kinh lòng người nên biết dù một ai đi ra thì cũng đủ quét sạch ngàn quân vạn mã ngạo thị chưa địch khó có đối thủ kết quả lại tới mức này trái tim của mọi người đập ầm ầm hoàng còn có thể sống sót ư hơn phân nửa là gặp nguy rồi dê thạch hạo hét lớn giáp trụ rách nát trên người phát sáng tuy rằng có rất nhiều lỗ thủng thế nhưng hiện giờ cũng chẳng phải là khuyết điểm gì cả mà lại trở thành ưu điểm những lỗ thủng này bắn ra hàng vạn luồng sáng rồi không ngừng xoay tròn rút lấy bản nguyên thiên địa của mười phương tiếp đó lại tiến vào trong cơ thể của Thạch Hạo, việc này làm cho máu huyết của hắn trở nên sôi trào đối đầu với ba vị cường giả kia. Trong giây phút này, trời long đất lở, ma khóc thần gào, mưa máu tầm tã, thậm chí còn có cả tiên linh hiện thế, sương mù mở mịt bốc hơi. Cảnh tượng kỳ dị không diễn ta nổi. Bốn đại trí tôn hóa thành ánh sáng quấn chặt lấy nhau, lấy ra hết vốn trong người không ngừng quyết chiến. Tất cả mọi người chấn động. Không ngờ Thạch Hạo lại mạnh mẽ đến như vậy, có thể quyết chiến đầy kịch liệt không yếu thế với ba người kia. Ta cũng tới, phía sau có người hét dài, cũng đã ra tay. Chính là Tử Viên Phi, người này rất tà dị, đã tu luyện đại phần thiên công tới mức độ trước giờ chưa ai tới, thân thể hóa thành thần tôn hỏa đạo lao nhanh xuống. Cái gì? Mọi người kinh ngạc thi thoảng có thể cảm nhận được khí tức tiên đạo. Thì ra là như vậy. Thạch Hạo đã hiểu tên khốn này nung nấu một ngọn cổ hỏa cũng có thể xem là tiên trùng. Cũng giống như là thanh y, nàng cũng đã dung hợp với thanh nguyệt diễm. Tử viên phi vốn tu luyện công pháp hỏa đạo, đại phần thiên công vang dội cổ kim, có thể đứng ngang hàng với lục đạo luân hồi. Cửu thiên thập địa kinh, hiện giờ lại dung hợp mới bản nguyên mà vị chân tiên ngày xưa chết đi lưu lại nên uy năng không cách nào tưởng tượng nổi được chẳng trách hắn lại dám nói, đã tu luyện môn thần công này tới mức trước giờ chưa ai đạt được. Quả thật là rất đáng sợ, có người thán phục, những người khác khi đạt được cổ hỏa mà chân tiên lưu lại, sau đó đạt được thành tựu thành thần linh thì cổ hỏa này sẽ rời đi. Thế nhưng cổ hỏa của tên này lại lưu lại. Ẩm, à, vượt ngoài dự liệu của Tử Viên Phi chính là Thạch Hạo cứng rắn chống đỡ lấy đại phần thiên công của hắn, cơ bản chẳng hề có ý định tránh né bởi vì trên nắm đấm của thạch hạo có quấn chặt ba luồng tiên khí chân áp toàn bộ ánh lửa không thứ nào có thể ngang hàng với nó vù ánh lửa cuồn cuộn từ viên phi hét lớn cả người dâng lên tinh khí ánh lửa càng thêm hừng hực vòm trời bị đốt tới uốn lượn đây là uy của cổ hòa là sức mạnh của đại phần thiên công không thể nào tưởng tượng được tiếng vang thật lớn thạch hạo nắm chặt quyền ấn đồng thời xung quanh nắm đấm lại có một cành liễu vàng óng lao ra hóa thành xích thần trật tự tiếp đó thứ này lao vút vào trong ánh lửa, bụp, và chạm kịch liệt tử viên phi hét lớn rồi ho ra đầy máu, tiếp đó lùi về sau. Thương thế của hắn rất nặng, đã chịu thiệt trong lần đối đầu này. Sao có thể như vậy chứ, dùng hợp cổ hòa. Ở cảnh giới này ta đã tu luyện môn thiên công này tới mức chưa ai đạt được. Hắn không thể nào tin vào sự thật này. Chờ tới lúc ngươi tu ra ba luồng tiên khí rồi hẳn luận thiên công tiếp với ta. Thạch hạo lạnh lùng nói hắn dù đối diện với ba đại cao thủ thế nhưng vẫn bể nghễ quần hùng. Ngăn hắn lại, những người khác không ai dám lại gần mà chỉ ở nơi xa xa xuất thủ, bảo thuật khắp nơi. Giết, thạch hạo hét lớn, thời khắc này hắn nắm chặt quyền ấn. Đại chiến với ba đại cao thủ tiệt thế, thân thể phát sáng, những gợn sóng vàng khuếch tán diễn hóa pháp của liễu thần. Trên người hắn đan dệt đầy hoa văn sau đó trong mỗi lỗ khiếu huyệt đều lao nhanh ra một cành cây vàng óng, đó chính là pháp của liễu thần, nhìn thì mềm mại thế nhưng lại vô cùng cứng rắn. Âm thanh bụp bụp truyền tới, không dứt bên tai, xa xa, hàng loạt người bị xuyên thủng mi tâm, dù cố gắng lùi lại thế nhưng vẫn bị những cành vàng theo sát đánh cho nổ tung tại chỗ. Người cản ta chỉ có con đường chết, thạch hạo hét lớn, hắn dùng hết khí tực triển khai toàn bộ bí pháp đại khai sát giới. Thời khắc này chỉ có ba đại cao thủ trí tôn mới có thể giữ được vẻ điềm tĩnh, những người khác đều đã biến sắc, thủ đoạn kia quá đáng sợ, thạch hạo múa thiên phong, đánh đâu thắng đó. Bên ngoài thân thể của hắn là tinh lực ngút trời, quyền ấn cái thế. Pháp của liễu thần được hắn vận dụng quét sạch tứ phương. Trùng đồng giả cũng không hề động thủ mà chỉ đứng ở một phương, trong con người biến ảo không ngừng, ánh sáng hỗn độn lấp lánh, rõ ràng hắn cũng là một cường giả đầy đáng sợ hắn không hề nhúc nhích quả thật chịu ảnh hưởng rất lớn ngoài ra trường cung diễn cũng nắm chặt lấy đại cung đứng yên ngưng thần nơi xa thạch hạo đối chiến với ba đại chí tôn giáp trụ trên người nổ rền vang từng khối ánh sáng cuộn trào hắn cũng từng bị dính đòn và cũng đã trả lại cho địch thủ không ít lúc này cả người dính đầy máu tươi võ đài sục sôi hắn ngang dọc khắp nơi dũng mãnh vô địch vù Rốt cuộc sự cân bằng đã bị phá vỡ, cánh cửa ánh sáng do võ đài xây trở nên bành trướng, cùng lúc đó võ đài cũng bắt đầu bốc cháy hừng hực, lan rộng ra xa. Thạch Hạo hét lớn, dùng hết mọi khả năng giết thẳng về phía cánh cửa kia. Vào lúc này, hắn kéo Vạn Linh Đồ và Nghịch Long Lân trở lại trong tay. Rõ ràng, võ đài này chuẩn bị giải thể và đây chính là cơ hội cuối cùng, nếu không đi vào trong thì cửa ánh sáng đó chắc chắn sẽ bị phá hủy. Ẩm um. Rốt cuộc thì hắn cũng đã thành công, cố gắng xông vào trong, chủ yếu nhất là do cửa ánh sáng này ra sức kéo lấy hắn, những chùm sáng được phóng ra quấn chặt lấy hắn. Rắc một tiếng, pháp tắc mà thế giới tụ phát ra đã bị chặt đứt liên hệ, không thể nào trói buộc được nữa. Xoẹt, thạch hạo biến mất từ nơi đây, đã đi vào trong cánh cửa kia. Cùng lúc đó, tiên cổ chấn động dường như muốn vỡ ra, những khe hở trong không gian càng thêm to hơn, tiếng ken két vang lên khắp nơi. Không ổn rồi người của ngoại giới đã giết vào đây rồi đúng lúc này nơi phương xa truyền tới tiếng gào thét chấn động cả đất trời tất cả mọi người đều run lên kinh hãi tiên cổ xảy ra đại loạn rồi đã có người của ngoại giới giết vào tận đây rồi tin xấu này làm chấn động cả tiên cổ tình hình rối loạn từ trước đến nay chưa từng xảy ra ở vạn cổ đã bắt đầu khiến cho tất cả cư dân bản địa đều lạnh toát cả sống lưng không biết đây là phúc hay là hỏa ngay cả thiên tài của ba ngàn châu đâu đâu cũng sục sôi, bọn họ biết sư môn chuẩn bị đi vào đây, sẽ tiến quân vào di địa tiên cổ. Đáng tiếc, đã chậm mất một bước. Nếu như sớm hơn một chút nữa thì hoang chắc chắn sẽ không tiến vào được cánh cửa ánh sáng kia. Thật đáng tiếc mà, có người dẫm chân đấm ngực thùm thụp tỏ vẻ bực tức đến phát rồ, chỉ chậm một chút xíu nữa thôi mà hỏng việc tiếc hận cả đời. Rất nhiều người phải đau đớn ôm hận hét vang trời cũng có không ít người nguyền rùa khuôn mặt méo mó vì phát điên phát dại chỉ ước kịp thời có thể dẫn sư môn đi giết khắp tiên cổ cũng có người thì toàn thân rét run linh cảm điều không ổn sẽ xảy ra lấy ví dụ như một vài quái thai cổ đại như thập quan vương trích tiên thì nếu như giáo chủ của ngoại giới đi vào thì sẽ cực kỳ nguy hiểm bởi vì trong tay bọn họ có những thứ nghịch thiên mấy người kia chắc chắc đều có ý đồ với bọn họ nhốn nháo hỗn loạn đến cực điểm nếu như tiên cổ mà gặp nạn. Những giáo chủ kia mà càn quét quá mức thì bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh muôn kiếp hối hận. Dù là cô kiếm vân sau lưng có đại giáo bảo vệ cũng phải biến sắc. Nếu như tiên cổ mà loạn thì vương giả cổ đại như bọn họ không thể hội hợp với sư môn thì rất có thể sẽ bị ám sát. Ảnh hưởng này rất lớn đến vận mệnh. Trong lúc này, phản ứng của mọi người hoàn toàn khác nhau cũng không phải không địch lại mà là do chuyển biến quá nhanh thập quan vương thì thầm nắm chặt nắm đấm buông ba sợi tiên khí hóa thành chân long quấn quanh trên người của hắn hắn bộc phát mạnh khiến cho không gian sụp đổ việc này khiến mọi người ai nấy đều khiếp sợ đặc biệt một nhóm thiên tài đứng quá gần hắn cho nên toàn bộ đều phun máu xối xả cùng lúc bay ấn động này đây là thập quan vương khí tức bị giải tỏa dưới cơn tức giận đủ khiến người khác chịu không thấu rồi ồ Trích tiên vốn thất vọng lòng mang vẻ không cam thì đột nhiên thần sắc hơi biến. Bởi vì cánh cửa ánh sáng kia vẫn chưa hề biến mất. Trích tiên, một cây áo quần đen tung bay tựa như thiên phượng tung cánh, nhẹ nhàng và bay bổng. Hắn được tiên khí bao quanh tung ra mưa ánh sáng rồi tiến thẳng tới gần cánh cửa ánh sáng đó. Cái gì, hắn cũng đi vào rồi. Mọi người ngây ra. Trích Tiên bồng bềnh lượn lờ tiên quang, không minh vô cùng, duỗi chân tiến thẳng tới cánh cửa ánh sáng rồi nhanh chóng phóng vào trong. Ầm, nơi đây sục sôi đến cực điểm. Không ai có thể giữ bình tĩnh được nữa, biến hóa này phát sinh quá đột ngột khiến mọi người có khiếp sợ, có vui sướng, tâm tình biến đổi liên tục. Cùng lúc có cũng có rất nhiều người ngửa mặt hét dài, phát tiết cơn buồn bực trong lòng. Thời khắc này, tiếng vui sướng đã tràn ngập khắp cơ thể mỗi người. Ầm 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 thập quan vương cũng ra tay, tựa như chân long rời khỏi vực sâu, hắn bậc nhảy lên cao, không một ai có thể ngăn cản, tiếp đó hắn vung quyền, núi biển đều nát, thiên địa cùng chiến. Tựa như thần vương cái thế xuất hành, từ xa nhìn lại tựa như là một bếp lò, đỏ rực bảo phủ cả đất trời, cuộn trào tinh lực vờn quanh hắn, tất cả đều do tinh khí biến thành. Đó là sinh cơ của một người, cũng là sự thể hiện sức mạnh vô địch của hắn thập quan vương xông vào trong cánh cửa ánh sáng người hai bên đường đều nhường tạo thành lối đi vẫn được vẫn còn cơ hội để cứu chữa chúng ta cũng có thể xông vào mọi người hò hét dù là những người bên dưới võ đài cũng chen lấn phóng về nơi này cứ như là một dòng lũ cuốn tàn phá bừa bãi trong thiên địa biến đổi quá bất ngờ đã làm mọi người như nhìn thấy được hy vọng hết thay tu sĩ đều thèm khát tranh lấn lẫn nhau, mặc kệ thế nào đi nữa thì cũng phải đi vào theo, dù cho tạo hóa có bị người khác cướp sạch thì cũng phải xem rõ. À, lúc này bức thiên đồ này hóa thành một con đường màu vàng, còn Ninh Xuyên thì đang bước trên con đường này để tiến vào trong. Ẩm ẩm. Thạch nghị xuất thủ, con mắt phát sáng, trùng đồng khai thiên tích địa, diễn biến ra áo nghĩa của thế giới thừa ban đầu hình thành nên một vùng trời, hắn đạp nát hư không? Quét sạch đám người bên cạnh rồi cũng tiến vào trong làm sao có thể thiếu ta được chứ, ta nhất định sẽ thành tiên. Tên mập tàu vũ sinh cũng hùa theo. Hắn cùng trường cung diễn đứng chung một chỗ rồi tiếp đó cùng nhau giết về trước. Quái thai cổ đại đều dục dịch từng người triển khai thủ đoạn của riêng mình, đại thần thông không dứt Trước cánh cửa ánh sáng tỏa ra ánh sáng lung linh, pháp tắc đan dệt càn khôn nứt toác. Một nhóm người mạnh nhất đều đã tiến vào thế nhưng sau khi đi vào bên trong cánh cửa ánh sáng này mọi người đều phát hiện sự đối đãi của mình hoàn toàn khác với thạch hảo hoang đã biến mất khỏi nơi này đã tới chỗ cần phải tới nhưng bọn họ lại dọc theo một con đường được xây dựng bằng pháp tác ai nấy cũng đều ra sức hướng về điểm cuối đầy bí ẩn kia nhanh phải nhanh lên mọi người hô hào nếu như chậm chân thì sẽ chẳng còn lại thứ gì không chừng sẽ bị hoang lấy sạch đừng nói là những người phía sau dù là trích tiên thập quan vương đều trầm mặc vận dụng hết sức mạnh của bản thân thiêu đốt pháp lực tiêu hao bản nguyên liều mạng sông về trước chờ đợi mấy đời là vì cái gì chính là chờ thời khắc này bọn họ bùng phát toàn bộ sợ còn đáng sợ hơn trước đây không lâu rất nhiều ờm à, đương nhiên trong quá trình này vẫn có diễn ra một vài tranh dấu ví như chùm sáng do chùm đồng bắn tới ánh sáng hỗn độn tràn ngập va chạm cùng với thiên đồ của ninh xuyên con đường tiến lên này chẳng hề nhàn hạ gì sao con đường này lại dài thế dù là quái thai cổ đại cũng kìm chế không được bằng tu vi của họn họ thì mấy ngàn dặm cũng chỉ chớp mắt mà thôi nhưng thời gian dần trôi qua ít nhất bọn họ cũng đã chạy tới cả vạn dặm nhưng vẫn là như thế chưa hề nhìn thấy điểm cuối ở đâu cả răng rác trước võ đài những vết rách hư không chấn động liên tục khí tức tỏa ra từ đó vô cùng kinh khủng sắc mặt của bản địa đều rất khó coi tất cả nhanh chóng quay lại tộc để chuẩn bị ứng phó tình thế hỗn loạn này đồng thời cũng có người nhằm về một tiểu thiên thế giới nào đó mục đích là muốn xem từ nhân vật nào đã đi vào hòng thám thính tin tức hữu dụng để báo về trong tộc còn thiên tài của ba ngàn châu thì đều nhằm về tiểu thế giới kia bọn họ không hề xông vào cửa ánh sáng mà là muốn tới nghênh tiếp môn phái của mình dẫn cao thủ đi tiếp ứng trong mắt rất nhiều người, tranh cướp với Hoang, với Thập Quan Vương, với Trích Tiên thì không bằng mau chóng tìm giáo chủ của môn phái để ngăn chặn cửa ánh sáng. Như thế sẽ không có bất kỳ ai có thể trốn thoát được. Huyền Minh giới, một giới chẳng hề to lớn, một giới rất là bình thường. Nhưng bởi vì đây là điểm không gian bị đánh nứt và nối thông với ngoại giới, nên cũng không thể nào bình thường được nữa. Nơi biên giới, thần lực dâng trào, pháp tắc đan dệt Sấm chớp trong thiên địa vang rồi, hàng loạt những dị tượng xuất hiện khiến cho toàn bộ dân bản địa đều hoảng sợ. Những cao thủ của các tiểu thiên thế giới khác sau khi chạy tới đây thì đều trợn tròn mắt, một khe lớn nối thông với giới này, trong đó có một đoạn vô cùng to lớn, đó chính là vị trí giao nhau. Một ông lão đầu đội từ kim quan, thân mặc đạo bào đứng ở trong vết nứt ấy, một nửa thân thể của lão đã tiến vào giới này, con mắt tựa như là cầu vòng đảo qua núi sông. Bên trong hiện lên vẻ nóng rực. Ở phía trước còn có mười mấy người thế nhưng tu vi cũng không cao hơn lão, từ tôn giả cảnh tới chân thần cảnh mà thôi. Đều là những tu sĩ đã thử nghiệm lực chịu đựng của vị trí giao nhau này và đã thành công để tới nơi này. Không xong, ông lão thất kinh cảm thấy thần hồn run rẩy, tóc gáy dựng đứng. Nguy cơ to lớn bao trùm toàn bộ cơ thể. A, à, lão hét to một tiếng rồi ra sức dãy rụa hồng tiến lên. Thế nhưng tiên cổ lại có quy tắc nào đó đan dệt ở bên trong vết sách hư không nhằm ngăn cản lão lại. Tuy rằng bên ngoài có người giúp đỡ thế nhưng vẫn không được. Sắc mặt của lão càng ngày càng tái bạch. Bởi vì hiện giờ có đạo tắc vô thượng nào đó đang xâm chiến cơ thể lão. Không, lão hét lớn, xương chán lão phát sáng nguyên thần lao ra ngoài nhằm trốn vào di địa tiên cổ này. Bởi vì lão đã linh cảm được điểm không đúng thân thể sẽ không cách nào chịu đựng nổi nữa nhưng vào lúc này bên trong vết rách hư không đó tỏa ra sương mờ ánh sáng hỗn độn quét tới tựa như ánh kiếm sắc bén bổ chúng vào nguyên thần đó cơ bản không hề buông tha bụp nguyên thần to bằng nằm tay kia hét thảm một tiếng rồi nổ tung đồng thời cơ thể của lão cũng bị đốt thành cho tàn mười mấy người còn lại đều thối lui trên mặt chẳng còn chút màu máu nào bọn họ rất may mắn khi tiến vào đến đây thế nhưng ông lão kia thực lực rất mạnh một chân đã bước lên trên cấp thiên thần đã là một vị chuẩn giáo chủ kết quả cứ thế bị giết chết một cách nhẹ nhàng giống như là một cục đá nhỏ ném vào trong vùng hồ rộng lớn không hề tạo nên chút bọt nước gợn sóng nào ngoại giới khu vực không người khe lớn ngang trời hào quang màu máu lan tỏa tia chớp đen ngòm đan dệt cảnh tượng vô cùng dọa người Lúc này, cả biển người đều đứng ở nơi này, từ tôn giả cho tới thiên thần, rồi lại tới giáo chủ, tu sĩ của tất cả các giới. Đặc biệt, đám giáo chủ đứng ở trước nhất đều lộ vẻ nghiêm túc, bọn họ tốn rất nhiều công sức mới có thể xuyên thủng giới Bích. Qua từng lần thử nghiệm, thần hỏa chân nhất đều có thể tiến vào mà chẳng hề có chút vấn đề gì sau đó vì nóng lòng cầu thành nên ông lão kia đã chủ động nhờ bọn họ giúp đỡ để đi vào không nghĩ rằng một người một người đã đạt tới cấp chuẩn giáo chủ mà vừa tiến vào đã liền mất mạng chẳng lẽ chúng ta đều vô duyên không có chút cơ hội nào có người thở dài một màn khinh hãi khi nãy đều nằm hết trong mắt bọn họ yên lặng suy nghĩ một cách kỹ càng thì đành xác nhận rằng giáo chủ không có cách nào vào được đã bị thế giới tiên cổ kia bài xích chứ không ông lão kia cũng sẽ không chết thảm như thế mạnh nhất cũng chỉ tới thiên thần cảnh, người đã bước ra khỏi lĩnh vực thiên thần thì không được. Có người nói, giáo chủ ở nơi này đều trầm mặc bọn họ làm sao lại không muốn đi vào chứ? Thế nhưng suy diễn rất nhiều lần thì ai nấy cũng đều nhíu mày, trong lòng lộ vẻ không phục. Còn có vị đạo hữu nào muốn thử nghiệm nữa không? Chúng ta sẽ dùng mọi khả năng để bảo vệ cho. Có người hỏi, không một ai lên tiếng, bởi vì họ sớm đã có kết quả rồi thôi chỉ có thể để đám môn hạ thiên thần đi vào tranh cướp cơ duyên thôi ta tin rằng bọn chúng ra mang ra được có giáo chủ lên tiếng chỉ là giới bích nào không vững chắc dù muốn bảo vệ để thiên thần đi vào thì bọn họ cũng cần phải hợp lực lại với nhau rồi tạo ra một tiết điểm để bảo vệ người đi vào tiên cổ đã bài xích chúng ta lỗi này không chắc chắn không thể chịu đựng bao nhiêu nữa đâu thiên thần đi vào cũng sẽ không quá nhiều có người nói Tất cả mọi người đều hiểu, nếu như tiết điểm này mà bị hủy thì bọn họ cần phải tìm kiếm nơi khác. Lần nữa cùng nhau thi pháp thì mới có thể mở ra được. Dựa theo suy đoán của bọn họ, nhóm người ban đầu tiến vào hẳn là rất thuận lợi. Những người tiến vào rất quan trọng nên các giáo cùng nhau thương lượng để đưa ra kết quả. Nhóm người đầu tiên đi vào thì phải có một suất của tiên điện ta. Xa xa có một cung điện bằng đồng cổ xưa tỏa ra khí hỗn độn một giọng già nua truyền tới tất cả mọi người đều kinh ngạc dù là đại giáo chủ cũng không ngoại lệ ai nấy cũng rất kiêng kỵ người này bên trong một chiếc xe kéo cũng truyền tới lời nói đó là đế tộc đương đại họ cũng phải có một suất ta tây phương giáo cũng phải có một suất ta minh tộc cũng muốn tiến vào vùng đất tạo hóa tiên cổ này ta thần miếu có thể dùng tù thiên thập địa kinh để bảo vệ thông đạo này cho nên phải tính ta một suất chấm hết thảy các giáo chủ đều lên tiếng để tranh cướp xuất đi này. Vào lúc này tuyệt đối không ai nhường ai, việc này liên quan tới vận may lớn, bọn họ là đang phân phối cơ duyên to lớn nhất của tiên cổ. Gì mà hoang, gì mà trích tiên, gì mà người thắng cuộc sau cùng, sau khi bị thiên thần chấn áp thì chỉ có thể trở thành bụi bặm Có thiên thần được tuyển chọn nói nhỏ. Đó là một người trung niên với ánh mắt đầy lạnh lẽo của tiên điện đạo hữu nói rất có lý lúc chúng ta chưa đi vào thì bọn chúng cũng tựa như đám nhóc đang chơi đùa mà thôi hiện giờ tạo hóa cũng nên quy chủ rồi đứa nào không tuân theo thì chỉ có thể thành cho tàn trong tiên cổ vùng đất cuối cùng ở phía sau cánh cửa ánh sáng trên võ đài thạch hạo một thân một mình đứng quan sát nơi này quá thần bí hắn tựa như đã hóa đá thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.